Em tắt tiếng đi nhá, xong rồi em cho lên. Mấy anh thấy thông báo thì mình gọi nhé. Quân Chiến đi nhá, Quân Chiến trước đi. Alo, được rồi chị. Vâng ạ, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang có mặt tại nhà thi đấu ở Las Vegas của nước Mỹ. Và trên màn ảnh của các bạn đó là tay cờ số 1 thế giới ở thời điểm này. Anh có tên là Avin Ốc Chán. Lúc này thì Ốc Chán đã khởi động. Quân nghe thấy anh nói không? Sao không mất tiếng mà Quân? Alo, không biết là anh Kiên có nghe em nói không ạ? Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ạ. Chúng tôi đang tập đếm, không biết là các bạn đã đang xem livestream này có nghe tiếng mình nói không? Thì hãy để lại một comment ở bên dưới nhá. Và chúng ta sẽ cùng gửi lời chào nhau trước khi trận đấu này diễn ra. Ok, một lần nữa xin chào tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng đến với nhà thi đấu Las Vegas để theo dõi cuộc đối đầu giữa Dương Quốc Hoàng và Avin Ốc Chán. Trên màn ảnh của chúng ta là Dương Quốc Hoàng. Ngày hôm nay thì anh đã đổi màu áo thi đấu rồi, chuyển sang thành cái màu da cam, chứ không phải là một cái màu tối tối nữa. Đây là thời điểm mà Dương Quốc Hoàng sẽ khởi động trước khi bước vào trận đấu chính thức. Và đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay với tôi đó là anh Thành Kiên. Không biết là bây giờ thì anh Kiên đã nghe tín hiệu từ em và đã có thể nghe rõ âm thanh cũng như là thấy rõ hình ảnh, thì có thể lên tiếng giúp em được không ạ? Vâng, có vẻ như là anh Quyên vẫn còn đang ngủ nốt thì phải. Lúc nãy thì mình có trò chuyện qua và tín hiệu thì vẫn là bình thường. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Không biết là mọi người đã nghe thì tiếng của tôi chưa? Mà tôi thì không thấy nghe thì tiếng của Hoàng Quân trên này. Ồ, hay thế nhở. Em thì vẫn nghe anh nói bình thường, mà có vẻ như là anh nói hơi chậm hơn. Không biết là như thế nào, có thể là kỹ thuật hỗ trợ mình được cái phần âm thanh được không? Có vẻ như là âm thanh của anh Thành Kiên đang hơi chậm một chút xíu, và thậm chí anh không nghe mình nói gì luôn đấy. Vâng, không biết là điều gì đang xảy ra với kỹ thuật và... rồi. Alo ạ. Rồi, anh nghe rõ tiếng Hoàng Quân rồi. Xin chào tất cả mọi người. Anh nghe tiếng rõ tiếng em rồi đúng không? Đúng rồi, nghe rõ tiếng em rồi. Nghe rõ tiếng em rồi. Ok, một lần nữa xin chào tất cả các bạn. Như vậy là hai anh em đã nghe rõ tiếng của nhau rồi. Và âm thanh hình ảnh cũng khá là ổn rồi. Và các bạn đang xem livestream có nghe rõ tiếng bình, tiếng anh Kiên cũng như là hình ảnh ở trên màn hình không? thì hãy để lại comment bên dưới và cũng như là gửi lời chào đầu tiên tới buổi livestream ngày hôm nay nhá. Vâng, một trận đấu hứa hẹn là vô cùng hấp dẫn đấy ạ. Đối đầu với một cơ thủ hàng đầu, top đầu của thế giới thì không biết là Quốc Hoàng của chúng ta sẽ thể hiện như thế nào. Và tất cả chúng ta sẽ cổ vũ cho Quốc Hoàng sẽ giành chiến thắng mọi người nhé. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Mặc dù đây sẽ là một thử thách cực đại dành đến cho Dương Quốc Hoàng, dành đến cho cơ thủ đến từ Việt Nam của chúng ta. Có vẻ như là hai cơ thủ chỉ có đúng một cơ để khởi động thôi. Và 3 bi mục tiêu còn lại trên bàn là điều mà Hướng Quốc Hoàng sẽ làm nốt trước khi đến với trận đấu chính thức. Và anh không thèm bắn nữa luôn, vẫn bắn viên bi mục tiêu số 10, MVP cuối cùng. Vâng, để cho cái thời gian nó khởi động được lâu hơn thì Quốc Hoàng đừng có đưa bi xuống lỗ. Chính xác là như vậy. Nhưng mà nếu như thế thì trọng tài có bắt lỗi không anh? À, không, chắc là sẽ có thêm nữa, đó là bấm giờ. Thứ hai nữa rằng là nếu như mà khởi động trượt thì đến lúc tí nữa vào trượt tới loè thì chết. Vâng, ok, như vậy là chúng ta đã có những hình ảnh đầu tiên rồi. Đây sẽ là bi mục tiêu cuối cùng dành cho Dương Quốc Hoàng ở phần khởi động. Đấy, rất chuẩn. Hy vọng là ở trong trận đấu chính thức thì anh cũng sẽ có những đường cơ chuẩn như vừa rồi. Vâng, hai cơ thủ đã chạm tay nhau rồi và chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với trận đấu giữa Dương Quốc Hoàng và Abid Ocahan, tay cơ đến từ nước Áo. Và ngay lúc này thì các bạn có thể giúp cho buổi livestream ngày hôm nay có một sự tương tác tốt bằng cách là thả tim và chia sẻ thì càng tốt, mà không chia sẻ thì cũng chẳng sao cả. Chúng ta sẽ cùng ở đây và cổ vũ cho Dương Quốc Hoàng để anh có thể tạo nên một cơn địa chấn trước tay cờ số 1 thế giới ở thời điểm này. Như vậy là quyền Depa ở trong ván đấu đầu tiên sẽ thuộc về tay cơ người Áo. Và anh Kiên, anh có biết gì tới Abid Ocahan này không? Thì có thể chia sẻ một chút thông tin về cơ thủ nước Áo cho mọi người được biết được không ạ? Vâng, Abid Ocahan thì tôi cũng xem rất là nhiều những cái trận ở 9B vô địch thế giới của anh. Với một cái lối đánh mà thật sự luôn là quá là kỹ càng và chắc chắn, thông minh nữa. Và Abid Ocahan thì kỹ thuật thì cực kỳ là điêu luyện. Và các bạn xem những cái đường cơ của Abid Ocahan thì thấy nên thứ nhất là khoa học, thứ hai là độ chính xác và cực kỳ bản lĩnh luôn nữa các bạn nhé. Các bạn cùng hãy xem cái màn đối đầu của Dương Quốc Hoàng. Không biết rằng là đứng trước một cái cơ thủ người ta gọi là toàn diện như thế này thì Quốc Hoàng của chúng ta sẽ thể hiện như thế nào. Vâng, có thể là bổ sung thêm một chút nữa dành đến cho các bạn, đó là tay cờ số 1 thế giới ở thời điểm này sở hữu rất nhiều những thành tích khủng. Vô địch Pool 9B thế giới, vô địch Premier League của giải mới đây thôi. Rất khủng. Trong những quãng 4 năm trở lại đây thì Abid Ocahan đã có những danh hiệu mà bất kỳ cơ thủ nào trên thế giới đều phải mơ ước. Và vị trí số 1 tại Nibon King cũng như là vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Matchroom là một điều hoàn toàn xứng đáng dành cho tay cơ người Áo. Và chúng ta sẽ cùng trở lại với ván đấu đầu tiên này, đó là một tình huống 1+8 thành công. Và viên bi cái có vẻ như không biết là anh Kiên có thể theo dõi được rõ cái màn hình ở trên cuộc họp này không ạ? Em thì thấy hơi mờ mờ. Anh nhìn thấy cũng được nhưng mà hơi có gì đấy, có vẻ không ổn lắm. Vâng. Anh... có vẻ góc máy đặt nó không được gần cho lắm thì phải. Vâng, nếu như có điều gì bất thường về tín hiệu của đường truyền cũng như là âm thanh thì bạn có thể thông cảm nhé. Và quyết định cân rất đáng tiếc dành đến cho Quốc Hoàng khi anh chưa thể có được cơ hội trong ván đấu đầu tiên này. Một tình huống cân bi lắc lỗ rất lâu, đến bi số 1 mới chịu rơi xuống. Và bây giờ sẽ còn 8 bi mục tiêu còn lại ở trên bàn dành đến cho Abid Ocahan. Có lẽ tình huống khó nhất là tình huống này đúng không anh Kiên? Chính xác, trong tình huống này thì đây là con B4 sang con B số 5. Chắc con Trần sẽ đổi con B4 và điều con B số 5 lỗ 10. Vâng, quá dễ dàng. Ở bên Ốc Trà đang thể hiện một sự lạnh lùng ngay trong ván đấu đầu tiên. Đây cũng là phong cách có thể nói là đặc trưng của tay cờ người Áo. Điều 6 lỗ 10 và với thế bi này, với đẳng cấp của Albin Ốc Trà thì thực sự rất khó để có thể có cơ hội giành đến cho Dương Quốc Hoàng. Chúng ta đang nói ở trong ván đấu đầu tiên thôi nhá. Bốn vị mục tiêu còn lại dành đến cho ông Trang. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 9 và 10. Thực sự rằng là phải nói là đây là những cái cỗ máy đánh bia các bạn ạ. Quá hoàn hảo. Vâng, rất toàn diện. Theo thông tin của chúng tôi thì có vẻ như đây là lần đầu tiên mà Quốc Hoàng đối đầu với Ốc Trà. Vâng, có một cái nhận xét rất là hay của bạn Quân Đỗ. Đó là Albin có duy nhất một nhược điểm, đó là sự cầu toàn và mong đợi rất cao ở bản thân. Đôi lúc sẽ mất bình tĩnh nếu có cú đánh chuệch choạc. Có thể thấy ở trận thua Livan Kotiza và còn lại thì thật là rất toàn diện. Vâng, tuy nhiên thì tất nhiên xác định rằng là vào những cái giải đấu vượt thế giới như thế này rồi thì ai cũng toàn diện cả. Và cái bài toán mà tôi thông thường hay đặt ra ở đây, và khi mà đi đánh giải vô địch thế giới ở nội dung 9B cũng như vậy, tôi đặt một cái bài toán rằng là giống như là một ông lớp 10 và một người học đại học cùng giải một cái bài toán lớp 5. Vâng, nó không có gì là khó khăn cả. Và cơ hội của ai nhiều hơn và tận dụng tốt hơn, ai đi đến 8 trước thì người đấy sẽ giành chiến thắng. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho Quốc Hoàng, không có gì cả đó. Anh Kiên ơi, lắc lỗ ở về bị mục tiêu cuối cùng rồi. Và đó là món quà đầu tiên của tay cờ số 1 thế giới dành cho Quốc Hoàng. Vâng. Cửa lỗ rồi. Có lẽ là anh Kiên cũng không nghĩ rằng đó là một tình huống mà Âu Trang đánh lỗi, đúng không? À không, hoàn toàn có thể. Bởi vì cũng như bạn Quân Đỗ vừa nhận xét đấy ạ, Âu Trang là người mà đánh rất là cầu toàn, cho nên là đòi hỏi rất là cao bản thân, nên là hơi lỗi má một tí gì đấy cũng sẽ gây ra gợn ở trong người và trượt là có thể hiểu được. Âu Trang thực sự là rất ít khi lỗi, nhưng một khi đã lỗi thì anh lỗi đúng con cuối cùng luôn và trao luôn cơ hội dành đến cho Dương Quốc Hoàng. 1-0 trong một ván đấu mà Quốc Hoàng chỉ còn một cú đánh thôi. Rất tuyệt vời. Cảm ơn món quà của Albin Ốc Trà dành đến cho Dương Quốc Hoàng. Và tỷ số lúc này là 1-0 cho đại diện đến từ Việt Nam của chúng ta. Và sẽ là 2-0 nếu như Dương Quốc Hoàng phá và đi chấm ở ván này. Vâng, cả nhà cùng thả tim để cổ vũ cho Dương Quốc Hoàng đi chấm nâng cao cách biệt lên ạ. Anh Kiên ạ, theo em theo dõi thời gian gần đây, những cú đề pa ở cái bàn này thì Quốc Hoàng làm thực sự chưa được tốt. Không biết điều này có phải là do anh chưa quen cái bàn thi đấu không? Hoặc là sẽ do cái cách xếp bi khác em ạ. Vâng, bình thường thì Quốc Hoàng quen với xếp bằng phin. Nhưng mà các bạn đã thấy đấy, có những cái thay đổi của Quốc Hoàng. Quốc Hoàng đã không đặt bi cái ở giữa nữa và chuyển sang bi góc đề 3 và đã ăn con bi 1. Vâng, cả nhà cùng cổ vũ cho Quốc Hoàng đi hết cái cơ này nhé. Điều quan trọng lúc này dành cho Quốc Hoàng đó là sự bình tĩnh và thể hiện đúng phong độ vốn có của mình. Đã có bi mục tiêu đầu tiên rơi xuống lỗ và những bi còn lại ở trên bàn thì cũng khá là thoáng rồi. Vâng, lựa chọn cho Quốc Hoàng lúc này là đục con bi 2 lỗ tít để điều con bi 3 lỗ 10. Rồi, nếu như góc này mà Quốc Hoàng đánh con bi 2 lỗ 10 thì rất dễ cái sẽ bị va đầu con bi 7 hoặc 10. Vẫn có ly có thể điều được, nhưng mà sẽ con bi cái ở sát bằng rất khó để có thể tránh con bi 7. Và Dương Quốc Hoàng đang phân vân điều đó anh Kiên ạ. Lỗ 10 hoặc là lỗ tít. Nếu như anh Kiên thì anh sẽ xử lý con bi này vào lỗ tít đúng không? Thực ra hoàn toàn có thể oánh con bi 2 lỗ 10. Và nếu như mà vào được giết tay trong tình huống này thì con bi vẫn điều được con bi 3 ngon. Có vẻ quốc hoàng chỉ lỗ tít rồi các bạn ạ. Vâng, chấp nhận một cú đục khó để giải quyết ván đấu. Chính xác thì lỗ 5 sẽ khó hơn lỗ 10 ở trong tình huống này. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi pha xử lý thứ hai của Dương Quốc Hoàng. Không thành công rồi. Và sẽ có một chút may mắn dành cho Quốc Hoàng trong tình huống này. Và Âu Trang đưa ra một quyết định rất nhanh, đó là cắt viên bi số 2 về lỗ 10. Anh đã chỉ lỗ 10 rất nhanh. Ở đây sẽ đòi hỏi một sự ngọt ngào trong cú cắt bi này của Abin Âu Trang. Một pha đánh phải nói là rất kỹ thuật đấy ạ. Mũi gậy sẽ chổng xuống hướng 7 giờ và trích con bi 2 lỗ 10. Cái sẽ nhẹ một băng ra lắp đít con bi 3 lỗ 10. Nhìn hơi lắc lỗ nhưng vẫn thành công. Quả camera xem nhức mắt thật. Ok, các bạn có thể thông cảm bởi vì là cái tín hiệu đường truyền nó chưa thực sự quá ổn định ở phần hình ảnh nhé. Với thế bi này thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi ở bên Âu Trang sẽ có những tình huống điều cơ lỗi nữa, như là ở trong ván đấu đầu tiên. Ồ, lúc này thì có vẻ như là tín hiệu đang hơi có vấn đề một chút xíu. Nó lúc rõ lúc mờ và lúc thì chập chờn, thì anh em các bạn có thể thông cảm nhé, bởi vì tín hiệu đang truyền từ bên Mỹ về, từ thành phố Las Vegas, cho nên nó hơi xa. Côn băng. Vâng, dương quá rồi mọi người. Tình huống này thì bọn em hay gọi vui là cao cần. Tất nhiên là các tay cơ chuyên nghiệp thì sẽ chỉ gặp một chút khó chịu thôi. Và điều cơ rất kinh nghiệm đấy. Hơi lỗi má rồi đấy mọi người, không hề dễ trong tình huống này để điều ra con bi 8, có vẻ ra con bi 9. Má đang nằm ở bên phía tay trái đúng không anh Kiên? Chính xác. Xuống má dưới con bi 7 thì sẽ mới là đẹp. Còn trong tình huống này, một là sẽ phải oánh con bi 7 rất là kỹ thuật để oánh con bi cái 3 băng đẹp cho con bi 8. Hai là phải chấp nhận oánh con bi 8 xa và điều con bi 9 rất là khó. Đây sẽ là một thử thách không hề dễ dàng dành đến cho Abin Âu Trang. Và chúng ta đang thấy một sự phân vân đến từ vị trí của tay cơ người Áo. Con bi số 7 đã được đưa xuống lỗ rồi và quyết định là sẽ là một cú trích xỉ này, 2 băng. Ồ, có vẻ như là tín hiệu của đường truyền này nó vẫn có vấn đề gì đó không ổn định rồi. 2 băng va vào 10 rồi, Ồ, và cân luôn. Abin Âu Trang quyết định rất nhanh. Anh đã chỉ về lỗ 5, có vẻ như là cân và cộng 10 luôn đúng không anh Kiên? Chính xác. Và tôi có thể nhận thấy có góc độ nào đấy Abin Âu Trang đang ức chế, mất bình tĩnh. Và đây là cơ hội rất lớn cho Dương Quốc Hoàng luôn đấy mọi người. Chính xác là như vậy. Chúng ta đã thấy là nhận định trước đó của anh Kiên, đó là điểm yếu của Âu Trang, đó là khi mà đánh một vài viên bi lỗi thì anh rất bị ức chế và không kỳ vọng vào bản thân mình. Và đây là thời điểm đầu của trận đấu, Âu Trang đã làm như vậy. Vâng, chỉ cho vui thôi và cho hẳn cái vào lỗ. Vâng, cơ hội cho Dương Quốc Hoàng thưa các bạn. Đây là một tình huống mà Nếu thể cân chết anh luôn. Có dám để cân viên bi số 9 về 10 luôn hay không? Vâng, chắc chắn là xe Dương Quốc Hoàn sẽ chọn tình huống đó rồi. Chỉ bi 10 và cân con 9 về luôn. Hoặc có thể chém con bi 9 lộ tít bên tay trái. Có lẽ chém hơi khó. Dương Quốc Hoàn quyết định chém con 9 luôn. Chém tay con phải 9 luôn. Kiên ạ. Trong tình huống này các bạn hình dung là như thế này nhé. Nếu như ăn con 9 mà không chỉ con bi 10 thì con bi 10 sẽ bị nhặt lên. Và lựa chọn của Quốc Hoàng chém luôn. Không thành công rồi nhưng cũng khó rồi, cũng khó. Rất kinh nghiệm. Ở bên ông Trang có thể nói đó là một tình huống nước đôi của Dương Quốc Hoàng, ăn không được thì cũng khó giành đến cho đối thủ. Đúng rồi, trong snooker hay gọi là dưa dày, dưa mỏng hơn dưa dày. Trong công có thủ. Và bây giờ thì wow, A Bang để ăn luôn viên bi số 9 à? Có vẻ như là ông Tràn hơi vội vàng phải không? Nếu như anh nghiệm một tình huống A Bang trong pha bi này. Cũng không hẳn đâu, nếu như mà nắm kỹ được về kiến thức A Bang thì nó là một trong những cái con A Bang nó gọi là trên trung bình một tí thôi, chứ nó cũng không có gì nữa. Và hai nữa, quyết định này của ông Chan cũng hoàn toàn là hợp lý thôi, bởi vì không có ly chạy và thường thì sẽ chỉ là chọn phương án công luôn, bắt buộc phải đánh. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tình huống quyết định đây. Có lẽ là sau tình huống này mọi thứ sẽ kết thúc, không biết là kết thúc cho ai đâu. Không trúng bi rồi và chắc chắn thua luôn. Ông Chan thua luôn, không phải đánh nữa và tỷ số là 2-0 cho Dương Quốc Hoàng. Wow, đây là thời điểm mà Abin Ông Chan đang không hài lòng với chính bản thân mình rồi. Và như cái cách mà anh Kiên chia sẻ trước đó, đó chính là điểm yếu của tay cờ số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại. Có một chút gì đó may mắn dành cho Dương Quốc Hoàng trong hai ván đấu vừa rồi. Và chúng ta sẽ cùng hy vọng may mắn càng nhiều càng tốt dành đến cho tay cờ Việt Nam của chúng ta 2-0. Đây là một trong những cái cơ hội rất là tuyệt vời. Nếu như Dương Quốc Hoàng mà chỉ cần đạt được phong độ nữa thôi thì một lợi thế rất là lớn các bạn. Vâng, chúng ta cũng hy vọng vào như vậy. Điểm rơi phong độ dành đến cho Quốc Hoàng ở giải đấu này thì thực sự công bằng mà nói thì nó chưa xảy ra. Và đây là thời điểm mà nếu như Quốc Hoàng có thể đạt được điểm rơi đó thì mọi thứ sẽ rất hoàn hảo, đặc biệt là trước một tay cờ số 1 thế giới ở thời điểm này. Một khởi đầu có thể nói là như mơ dành đến cho Dương Quốc Hoàng. Và ngay từ cú phá tôi thấy cũng có gì đấy rất là mất bình tĩnh của Aviocha. Chắc chắn sẽ là một cuộc đánh an toàn rồi. Wow, sẽ dò 5 luôn được không anh Kiên? Nếu như xẻ luôn, Dương Quốc Hoàng tôi tin là sẽ xẻ luôn con bi 1 và con bi 5. Như vậy là sẽ thực hiện một tình huống cộng bi luôn. Hoặc Dương Quốc Hoàng sẽ thủ lại. Đây là thời điểm mà Dương Quốc Hoàng không cần gì phải vội vàng cả, đúng không? Sẽ là một thời điểm lý tưởng, thời điểm vàng để cho Dương Quốc Hoàng hoàn toàn có thể câu ức chế đối thủ. Và quyết định của Quốc Hoàng sẽ là một tình huống chạy đạn thủ bi. Lỗi rồi anh Kiên ạ. Con bi cái đã bị ăn vào mỏng quá, khiến cho con bi 1 nó không lên được quá lỗ 10. Và con bi cái lại cũng bị vọt ra khỏi đầu con 6 và 9. Dương Quốc Hoàng đang định tính con bi cái sẽ dính vào đít con bi 6 để chạy đạn. Và lại là một cơ hội mở ra cho Ông Chan. Vâng, cũng không phải dễ các bạn. Sáu và 9 đang ở khá sát nhau. Ở góc quan sát này thì không biết là có còn đường riêng nữa hay không. Nhưng đó chắc chắn là một tình huống không hề dễ dành đến cho Abin Ocha. Liên tiếp những pha phải xử lý kỹ thuật, một phát cu lê, một băng dài. vào rất dứt khoát. Dính rồi à? Khó quan sát quá, ở góc quay này nó không được cao và cũng không được rộng cho nên rất khó để quan sát. Nhưng có vẻ như là dính rồi. Dính rồi mọi người ơi. Dính rồi. Sẽ tiếp tục là một cơ hội nữa dành đến cho Dương Quốc Hoàng. Nhưng chúng ta sẽ cùng xem Armin Đấu Trang sẽ xử lý như thế nào ở trong tình huống này cái đã. Ăn luôn rồi. Tín hiệu nó hơi bị chập chờn, không biết là vừa rồi để đánh như thế nào mà ăn luôn đến với mục tiêu số 3 nữa. Chắc là đường riêng đấy. Vẫn còn đường riêng. Như vậy là anh em mình kỳ vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu. Chúng ta lại ngồi cầu bia không đẹp tí nào. Rồi sau có lẽ là vẫn còn đường riêng. 3 bi mục tiêu nữa dành đến cho Armin Đấu Trang. Lấy cái chuẩn rồi, nhưng bên bi mục tiêu tiếp theo anh sẽ lấy cái như thế nào đây? Chờ cho ông bên cạnh đánh xong đi đã. Armin Đấu Trang là cơ thủ sinh năm 1990, tức là ít hơn Dương Quốc Hoàng 3 tuổi. Ồ, thế thì đúng ra Dương Quốc Hoàng phải chấp chứ. Phải chấp 3 trái luôn. Đúng rồi, phải chấp 3 trái. Đúng là kiểu là tao học hơn mày 3 lớp rồi mày phải chấp đúng không? Và tình huống này thì có lẽ sự kỳ vọng vào một tình huống đánh xịt là khó dành đến cho Armin Đấu Trang. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Vâng, chúng ta sẽ cùng ngoài lề cái giải đấu này một chút xíu. Đó là vào ngày mùng 6 tháng 4 tới đây thì hai cơ thủ của Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch Pool 9B thế giới diễn ra tại Anh. Đó là Dương Quốc Hoàng và người đang bình luận cùng với mình ở đây là anh Đặng Thành Kiên. Không biết là bây giờ thì vấn đề visa để đi Anh đã ổn dành đến cho anh Kiên chưa? Đã xong hết rồi, anh cũng đặt vé xong hết rồi và đang bảo cho Hoàng Sao đặt nốt khách sạn nữa là xong. Là đến mùng 4 này sẽ lên đường thôi. Bây giờ chỉ việc bay nữa thôi đúng không? Chính xác. Có bay qua Nga không anh hay là bay vòng? Sẽ ở trên như không nhầm thì ở có xem vé nhưng mà không để ý lắm. Nhưng mà mùng 4 đi và mùng 5 sẽ có mặt. Mùng 4 đi, mùng 5 có mặt nghỉ ngơi một ngày. Rồi mùng 6 sẽ ra sân luôn. Như vậy là em có theo dõi cái trang của Matchroom thì đã có kết quả bốc thăm rồi đúng không? Tức là giải đấu đó sẽ đánh theo kiểu loại trực tiếp hay là vẫn sẽ có hai mạng như giải đấu này à? Sẽ vẫn là có hai mạng, 128 cơ thủ thi đấu y chang như nội dung 10B này. Thì sẽ đánh hai trận thắng là sẽ vào vòng loại trực tiếp 64 người. Và từ 64 người thì sẽ loại trực tiếp cho đến tận chung kết luôn. Vâng, và chúng ta sẽ cùng hy vọng và chúc cho hai cơ thủ đại diện cho Việt Nam có được một phong độ tốt nhất để tiến sâu ở giải vô địch Pool 9B, một giải đấu rất danh giá và quy tụ những cơ thủ hàng đầu của thế giới. Và tất nhiên không thể thiếu Armin Đấu Trang được. Vâng, và có vẻ như là Quốc Hoàng đang không tự tin vào cái cú phá ở giữa bàn của mình và đã phải đặt con mi cái ra tận phía bên góc để phá kiểu như phá 9B. Có lẽ là sẽ cần có thời gian để tập luyện khi mà Dương Quốc Hoàng chưa quen hẳn với cái bàn này, cái bàn như thế này. Vâng, Đấu Trang có hai lựa chọn. Có thể có má để gãi luôn tình huống này ra hoặc là sẽ điều. Còn 3 đường riêng phải không nhỉ? Có vẻ như vẫn còn đường riêng. Theo góc quan sát của em thì hoàn toàn còn đường riêng. để cắt vào lỗ 5 bên phía tay phải. Nhưng 4 và 5 có lẽ là anh cũng sẽ phá luôn sau tình huống ăn 3 này. Hoặc 4 có thể ăn vào lỗ 5 dưới kia. Có thể cúp một bằng gãi con 8 luôn. Nhưng mà sau đó thì... Nhưng có vẻ như vẫn sẽ là một tình huống khó rồi. Hơi khó dành đến cho Abhinochan rồi. Khó, nhưng trong tình huống này hoàn toàn vẫn chủ động được. Có một ly đó là bắt đuôi luôn. Nhưng mà con gần con 4 là con 5 hay con 7 hả anh? Con 7. Con 7. Con 7. Hơi mờ cho nên là màu cam với lại màu ấy là rất khó nhìn. Và quyết định vừa rồi của ông Chan là một quyết định quá hay. Chạy đạn và cái dí vào đít 7. Thử thách khó dành đến cho Dương Quốc Hoàng để thực hiện một cuộc đánh hợp lệ trong pha bi này. Vâng, có một vài bạn đang hỏi rằng là đang thi đấu ở chỗ nào ở bên Anh. Thực sự rằng cái tên thành phố Anh mình không thể nhớ nổi. Đợi tí mình sẽ xem ở cái vé rồi mình sẽ nói cho các bạn biết nhé. Vâng, không biết là có bạn nào bên Anh Quốc nếu như rảnh rỗi có thể là làm gọi là gì anh Kiên nhỉ? Gọi là người hướng dẫn hay người gì? Chính xác, nó dạng như kiểu rằng là rủ hỗ trợ anh Kiên và anh Dương Quốc Hoàng, bởi vì hai anh đi sang đấy cũng thực sự rất là cô đơn đúng không? Vâng, với pha bi như thế này thì cửa nào để có thể đưa viên bi cái chạm vào viên bi số 4 hẳn kia. Dương Quốc Hoàng đang tính một pha A bằng hai bằng, nhưng mà rất là khó đấy, bởi vì góc này để mà A bằng được lực lớn để xả ra con bi số 2 kia là vô cùng khó khăn. Ở trong tình huống này mà nếu như anh em ở nhà mà hay chơi đền thì người ta gọi là đi dí tiếp cho chủ động, chứ còn nếu như mà để cho đi dọn thì thực sự rằng là chắc không còn gì để chơi. Và Quốc Hoàng sẽ thực hiện một tình huống A2 băng. 1-2 băng. Chạm rồi và ăn luôn. Ăn. Ui trời, đáng tiếc quá. Quốc Hoàng trước đó đã chỉ 4 vào lỗ 5 bên phía tay phải rồi. Rất đáng tiếc, một tình huống A băng hay nhưng không may của Dương Quốc Hoàng. Khá đen đủi khi mà BB số 4 đã bị đắc lỗ và cơ hội được trao trở lại dành đến cho Abhinochan. Đó có phải là một tình huống lấy cơ không ổn của Abhinochan hay không? Không, con bi 5 vẫn cửa lỗ. Ochan đang tính toán xem con bi cái ở đâu để đánh con bi 6 điều, con bi 7 lỗ 10. Và vị trí con 7 lỗ 10 sẽ là cái vị trí đẹp nhất để mà đẩy con bi 8 lỗ tít. Và chắc chắn là với những cái tính toán của những cơ thủ hàng đầu này thì chắc là rất là ít có thể sai được. Chỉ có thực hiện thì có thể bị sai thôi. Okay, I'm in. Có lẽ là điều 7 đến 8 là tình huống khó nhất ở thế bi như thế này. Vâng, con bi số 7 thì sẽ có hai lựa chọn, một là lỗ 10, hai là lỗ tip. Và ở cái góc đánh này thì có vẻ sẽ thuận lợi hơn nếu như mà dựng con bi 6 cái thẳng lên để đẩy con bi 7 lỗ tip và điều con bi 8 lỗ góc bên tay trái. Còn nếu như điều 7 lỗ 10 mà nhỡ tay mà bị quá lực một cái thì gần như hỏng luôn các bạn ạ. Chúng ta đang thấy một sự phân vân rất lớn của Abhinochan. Anh sẽ điều cái như thế nào đây? 6 đã được đưa xuống lỗ rồi. Và vị trí này. Vâng, con bị cái không được đẹp. Thẳng, có vẻ như là hơi thẳng. Không phải thẳng mà là hơi thiếu má, tức là hơi thiếu dày một chút, đi 7 bị hơi mỏng. Rồi, xuống khoảng tầm 5 phân nữa sẽ là vị trí đẹp nhất. Đây có lẽ là tình huống khó nhất ở trong ván thi đấu thứ tư này dành đến cho Abhinochan. anh đang chậm lại rồi. Thường thì Arvin Ochan đưa ra những quyết định rất nhanh, nhưng lúc này thì đã có sự chậm lại đến từ vị trí của cầu thủ người Áo. Đẳng cấp của cầu thủ hàng đầu thế giới là như vậy. Cái việc mà điều chỉnh cái trạng thái của cơ thể là rất là tốt. Còn chúng ta ở nhà chơi bia mà dễ một con ức chế thì dẫn dễ thua cả trận luôn các bạn. Liệu pha điều bi vừa rồi nó nằm trong sự tính toán của Arvin Ochan không anh kia? Chắc chắn luôn rồi. Ochan định gãi luôn con bia 8 và đã đúng như ý của Ochan luôn. Hai bi mục tiêu nữa thôi, đó là đẳng cấp của Arvin Ochan. 9 và 10. Có lẽ là không thể xịt được ở viên bi mục tiêu cuối cùng này. Và tỷ số được quân bình 2-2 dành đến cho Arvin Ochan. Vâng, trận đấu lại về ngang cơ rồi, không còn ai chấp ai nữa. Bây giờ thì Quốc Hoàng của chúng ta hơn 3 tuổi nhưng cũng không thể chấp được nữa rồi. Đây là trận đấu sẽ có red 8, tức là tay cơ nào chạm 8 thì sẽ giành được chiến thắng chung cuộc. Bằng từ đầu đến giờ thì chúng ta thấy rằng là Dương Quốc Hoàng vẫn chưa có một cái tình huống dọn bàn nào, và hai cơ hội đến dành cho Quốc Hoàng là đang hai tình huống nhặt sót. Dương Ochan đã dọn 4 ván cả và chưa có một cơ hội nào để cho Dương Quốc Hoàng thể hiện. Chính xác là như vậy. 4 ván đấu đầu tiên và gần như là Ochan giải quyết, 2 ván giải quyết dành cho Quốc Hoàng và 2 ván Ochan tự giải quyết cho bản thân mình. Và cú đề bà vừa rồi của đã có bi mục tiêu rơi xuống lỗ rồi. Có vẻ như đó là bên bi mục tiêu số 7. 7. Không, 5 thì phải anh ạ. 5 hoặc 7. Được, đó là bi số 7, chính xác là bi số 7 bởi vì bi số 3 và số 5 vẫn còn nguyên trên bàn em. Vâng. Bởi vì em góc quan sát này hơi mờ cho nên là cũng chả phân biệt được màu da cam với màu nâu sẫm là như thế nào cả. Có lẽ hậu Covid đấy anh Kiên ạ. Vâng, và bây giờ sẽ là một pha cúp con bi 1 qua khe 89 của Ochan. Chúng ta hãy cùng xem đẳng cấp thể hiện như thế nào. Bạn Thành Lê có hỏi là thi đấu ở chỗ nào Mỹ vậy? Đây là thiên đường của casino bạn nhé, Las Vegas, nơi đã sản sinh ra rất nhiều huyền thoại poker nổi tiếng trên thế giới. Ta sẽ cùng trở lại với ván đấu thứ 5 này. Và một cú chém lắc lỗ rồi và phơi luôn đi. Phơi luôn rồi, dành đến cho Dương Quốc Hoàng. Đây sẽ là cơ hội để cho tay cơ tới từ Việt Nam của ta đi một cơ dọn bàn, khi mà tất cả những viên mục tiêu còn lại đều ở những vị trí rất thông thoáng rồi. Và đây chắc chắn sẽ là ván dọn bàn đầu tiên của Dương Quốc Hoàng, nâng tỷ số lên 3-2. Chúng ta sẽ cổ vũ cho điều này. Vâng, ván này thì không thể sai sót được vì tất cả các hình bi đều nằm vô cùng đẹp. Con bi 5 ra con bi 6 thì chỉ cần ủn nhẹ con bi 4 lỗ 10 là đẹp thôi. Phong thái khá quen thuộc của Dương Quốc Hoàng. Lần đầu tiên liệu anh có thể đi được một cờ dọn bàn hay không? Cố gắng lên nào Dương Quốc Hoàng. Tâm lý ở thế này là một điều rất quan trọng dành đến cho anh. Được, vị trí đẹp nhìn qua khe 89 và sau đó thì trôi thẳng con 5 về đầu con 9 sẽ là vị trí đẹp nhất. Chắc chắn là Dương Quốc Hoàng không thể nào sai sót trong tình huống này được. 5, 6, 8, 9 và 10 nữa thôi. Tất cả các bi đều nằm ở cửa chi rồi Quốc Hoàng ơi. Cố lên nào, và tất cả chúng ta xem buổi livestream này cũng sẽ cổ vũ cho Dương Quốc Hoàng. Rất hồi hộp mặc dù tất cả những thế bi đều ở vị trí rất thuận lợi dành cho Quốc Hoàng rồi. Ở giải đấu thế giới thì thực sự không hề đơn giản một chút nào, ngay cả những tình huống dễ dàng nhất. Nhưng chúng ta sẽ cùng tin Quốc Hoàng sẽ làm được. 8 lỗ 10 luôn. 3 bi mục tiêu dành đến cho Dương Quốc Hoàng. Có hơi nhẹ lực hay không? Không sao, hơi thiếu lực một chút, nhưng mà con này hoàn toàn Quốc Hoàng có thể xử lý được. Rất hồi hộp. Rồi. Vâng, không sao rồi. Và bi mục tiêu cuối cùng, bi số 10 sẽ được nhét vào lỗ 5. Cú đánh cuối cùng trong ván đấu thứ 5 này dành cho Dương Quốc Hoàng. Và tỷ số được nâng lên thành 3-2. Quốc Hoàng vẫn có lợi thế cho đến thời điểm này của trận đấu. Lần đầu tiên Quốc Hoàng đi một cơ dọn bàn. Và bây giờ thì anh hoàn toàn có thể nới rộng cách biệt lên con số 2 ván thắng với cú đề pa này. Quốc Hoàng vẫn đang gần như là trận đấu nào cũng thử là để đề pa như thế nào cho tốt, để bên phải, để bên trái hay là để chính giữa, chứng tỏ rằng thời gian để tập luyện cái bàn này của Quốc Hoàng là không nhiều. Những bàn khác thì chúng ta thấy là Quốc Hoàng đề pa rất tốt, thậm chí có hẳn những ván đấu 3-4 viên bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Nhưng ở giải đấu này và giải đấu trước đó là Las Vegas Open thì Quốc Hoàng chưa tìm được cái công thức trong những cú đề pa của mình. Và hy vọng rằng Quốc Hoàng sẽ cải thiện điều này trong những ván đấu tiếp theo, trong những cú đề pa tiếp theo. Đổi sang giữa rồi. Vâng ạ, có cái gì đấy vẫn đang loay hoay. Và cái sự khác biệt rất là lớn giữa có xếp phim và không có xếp phim. Tạo anh ra Kiên cho... có thể giải thích rõ cho các bạn hiểu về khái niệm xếp pin và không xếp pin được không ạ? Có lẽ là nhiều bạn hơi lan man. Pin thì mới ra đời được cách đây vài năm. Thì thông thường thì ngày trước đây thì cũng không có pin đâu, cũng toàn xếp khung thôi. Nhưng mà sau đấy thì khi mà ra đời cái pin xếp bi thì nó gần như nó thay đổi hoàn toàn cái cách chơi của bia. Vì ngày xưa thì là chủ yếu là phá và chọn cái lối phá hên xui là chính. Và sau này thì khi ra phim thì gần như tất cả các cái cú xếp bi nó gần như là giống nhau tuyệt đối. Thế cho nên rằng là mới xuất hiện ra những cái lối chơi, đó là cái công thức, các cái công thức phá để khiến cho các cái cú hình bi nó sau cú phá nó sẽ được xếp ổn định như nhau, và khiến cho các cầu thủ tạo được rất là nhiều những cái cơ hội dọn bàn và tỷ lệ đi chấm cũng nhiều hơn rất là nhiều. Vâng, thế nên là cái cuộc chơi bia nó trở nên khác nhiều lắm từ khi xuất phim. Và bây giờ thì đang quay trở lại với cái độ khó. Có vẻ như là bên ban tổ chức đã quyết định thay đổi để mà tạo ra những cái cuộc chơi nó hấp dẫn hơn. Vâng, chính xác. Mặc dù chúng ta nghĩ đơn giản là xếp như thế nào mà chẳng được, nhưng thực sự là cách xếp khác biệt nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Và chúng ta đã thấy một cú đề pa tốt trong ván đấu thứ 6 này của Dương Quốc Hoàng khi đã có 2 viên bi mục tiêu rơi xuống lỗ, đó là bi số 2 và bi số 3. Lúc này thì bi số 1 không biết là còn cửa riêng hay không. Không còn cửa riêng nữa, và Quốc Hoàng thực hiện một pha chạy đạn dí vào đít 8 nào. Không. Và bây giờ thì chắc sẽ lại là một pha. Vâng, ông Chan đã chỉ đường chém luôn có bi một lỗ tít bên tay phải. Và quá tự tin vào độ chính xác của mình luôn. Cũng có thể là chỉ cho vui thôi anh Kiên ạ. Không phải, bởi vì nếu như chạy đạn thì ông Chan đã chạy cái vào đít con bi 6 cơ. Quyết định công luôn đấy. Công luôn ở trong tình huống này. Thử thách đầu tiên khó dành đến cho Abin Ông Chan. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi cú đánh. Wow, có vào chưa? Nào tránh ra nào Ông Chan nào. Vâng, vào rồi. Và cái lại đẹp để ăn 4 nữa chứ. Kinh khủng thật. Đẳng cấp thật. Sự khác biệt Thực ra nhiều khi cơ thủ nhà mình sẽ trong những tình huống như vậy thì an toàn là sẽ chọn là lom rom để chạy đạn. Nhưng mà với ở cái level cao rằng là người ta chỉ cần nhìn thấy một góc độ má nào đấy thôi là người ta sẽ chủ động chọn phương án công. Bởi vì với mục đích rằng là không cho đối thủ cơ hội cầm gậy. Và đấy là mới là một cái bài toán giải, một cái ván thắng hoàn hảo. Vâng, thực sự đúng là ở một cái level đẳng cấp cao, top 1, top 2 thế giới, hay là những cơ thủ có rất nhiều kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế thì chỉ cần sơ hở một chút xíu thôi họ sẽ công thẳng luôn. Chính xác, đó là trong những cái tiêu chí vô cùng quan trọng khi mà chọn ra cái cách công hay thủ. Người ta luôn ưu tiên tìm phương án công trước chứ không đi chọn phương án thủ đâu ạ. Vâng, đây cũng sẽ là một cái phương án mà anh em có thể học hỏi nhé. Anh em chạy đàn ít thôi, cứ không nhiều vào thì nó tự khắc sẽ lên trình thôi. Vâng, cái sự chơi sẽ khác rất là nhiều ở những cái level khác nhau. Ví dụ như level mà khi dọn bàn chưa được thì người ta sẽ linh hoạt chọn công, chọn thủ. Nhưng mà ở cái level cao thì gần như là người ta gần như cái tỷ lệ công là rất là lớn. Khó mấy cũng công hết. Và vừa đây là đấy cũng sẽ là một tình huống khó dành đến cho Abin Okchan đây. Cắt luôn và cái có đẹp không? Quá đẹp chạm luôn. Không chạm vào 9. Đấy mà chạm vào 9 thì có lẽ là tuyệt vời. Tuyệt vời cho Quốc Hoàn. Quá tuyệt vời cho Quốc Hoàn. Nhưng lúc này thì người chủ động và đang đến rất gần với chiến thắng thứ 3 cho riêng mình là Abin Okchan. Vâng, trong tình huống này Okchan có thể chọn trố thẳng về để đánh con B7, hoặc nếu thuận lợi thì có thể cắm đứng im để mà điều con B7 đỗ 10. Rồi, chọn phương án trô sẽ thuận lợi hơn để mà đẩy hai bằng điều con B8 đỗ tít. Bốn vị mục tiêu nữa dành đến cho Abin Okchan. Và cao cần đi, cao cần một chút xíu, khó chịu một chút xíu cũng được. Là tinh thần cổ vũ cho người Việt Nam chúng ta. Có vẻ như là cái giờ này hơi oái em anh Kiên ạ, cho nên là đa số là anh em đi ngủ hết rồi. Vâng, cái giờ thi đấu của bên Mỹ nó lại là ban đêm của bên mình. Anh Kiên em hỏi một chút nhé, đó là nếu như Okchan chạm 9 trong tình huống này, tức là tay chạm 9, bọn em hay gọi là bộ đội đấy, thì quyền đánh sẽ thuộc về Dương Quốc Hoàng đúng không ạ? Chính xác. Và nó sẽ có rất là nhiều những cái tình huống rất là hay trong tình huống dạng như thế này. Chẳng hạn như là sẽ có thể có những cái tình huống cãi nhau. Ví dụ như là Okchan chạm 9 nhưng mà Quốc Hoàng bắt là lỗi, nhưng Okchan lại bảo không lỗi. Okchan bảo tao chưa chạm đúng không? Mày cứ nhìn đâu, tao chưa chạm. Thế lúc đấy là người quyết định cuối cùng sẽ là trọng tài. Chính xác. Là trọng tài, nhưng trọng tài ở cái giải đấu này thì kiểu là một ông xếp đi mấy bàn cho nên cũng không thể quan sát được, và nhiều khả năng sẽ dẫn đến choảng nhau nếu như trong trường hợp cãi nhau quá nhiều. Thường thì những cơ thủ đẳng cấp như thế này người ta sẽ chọn cái cách chơi fair play, tức là nếu như có chạm thì người ta sẽ chủ động để báo là người ta bị lỗi. Tuy nhiên rằng là không thể tránh khỏi được là có những cái ly, có những cái cầu thủ người ta sẽ báo rằng là đấy không phải là tình huống lỗi và dẫn đến cãi nhau. Và trong tình huống như thế này thì thông thường nếu như không có cái phần camera giám sát quay hoặc là có trọng tài đứng đấy bắt thì hầu như ban tổ chức sẽ chấp nhận rằng là một tình huống đó là đánh lại cái ván đó. Đánh lại ván đó. Tất nhiên là nó sẽ ít xảy ra, nhưng xảy ra thì cũng sẽ là thú vị đây. Và ván thắng trong ván vừa rồi, chiến thắng trong ván đấu vừa rồi đã thuộc về Abin Okchan. Tỷ số lúc này đã được quân bình 3-đều rồi. Vườn đề phá tiếp theo sẽ tiếp tục thuộc về Abin Okchan. Đang khá sát sao nhau và chưa có một sự bứt lên nào ở thời điểm này cả. Sắp đến giải đấu Pool 9B rồi và giữa Quốc Hoàng của chúng ta thì đã trải qua những giải đấu quốc tế, đã có những sự trải nghiệm cũng như là tập luyện để đến với Anh Quốc vào ngày mùng 5 tới đây. Còn không biết là anh Kiên, anh đã chuẩn bị giải đấu ở Anh Quốc như thế nào rồi ạ? Đi ra những cái giải thế giới như vậy thì cái thứ mà cực kỳ quan trọng đó là chuẩn bị về tinh thần. Tức là anh thì sẽ có những cái sự chuẩn bị, ví dụ như anh hay đặt những cái tình huống giả như mình gặp cơ thủ này, cơ thủ kia thì cái thái độ của mình thi đấu như thế nào. Bởi vì thực sự rằng là với anh cái bài toán giải, cái ván dọn bàn nó không có gì là khó. Chỉ sợ rằng lúc đấy thì cái tinh thần của mình nó lung lay thì mình sẽ không còn được là chính mình nữa thôi. Điều quan trọng rất lớn là vẫn là vấn đề tâm lý và tinh thần nhỉ? Chính xác luôn. Vì Việt Nam mình rất ít có cơ hội được đi ra nước ngoài, cho nên là khi mà ra một cái điều kiện là môi trường khác, không gian nó khác và gặp những đối thủ khác thôi đã khiến mình sẽ có những sự thể hiện nó khác nhau rồi. Và rất khó để có thể chúng ta gọi là đánh hay hơn được, và hầu như là chúng ta sẽ bị đánh ngợp và đánh kém đi. Đúng rồi. Anh em cứ tưởng tượng là đánh một ván 50.000 thì nó cũng khác hơn so với anh em đánh vui thôi. Thì tâm lý dành đến cho các cầu thủ có lẽ là cũng sẽ tương tự như vậy. Những pha điều bóng phải nói là quá công thức, lấy má trong của con bi 5, sau đó thì kéo 3 băng về chấm 2 bên tay trái để điều con bi 6 lỗ 10. Vâng, những cái công thức giống như câu chuyện rằng là 7 hàng đẳng thức đáng nhớ trong toán học với những cái cơ thủ hàng đầu này thì hầu như là không có sự quên được đâu các bạn. Lúc này chúng ta đang thấy đẳng cấp của Irene Okchan đã được thể hiện, và anh sẽ điều 5 ra 6 như thế nào đây? Mũi gậy vào hướng 3 giờ và kéo con bi 5 3 băng rất là dễ. 1 2 băng thứ 3 dành đến cho Irene Okchan. Sau sẽ được kết thúc vào lỗ 5 bên phía tay phải. Điều cái kinh thật. Gần như là ở trong trận đấu này thì Quốc Hoàng mới chỉ đánh được một ván thôi. Còn 5 ván đấu còn lại đều là Irene Okchan. Tay cờ số 1 thế giới, và anh có vẻ như là muốn đánh hết cả thảy những ván đấu ở trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, có một cái điều đặc biệt mà không biết Hoàng Quân có để ý đấy không? Đó là trong suốt từ cái giải Las Vegas đến cái giải vô địch thế giới này thì các cái trọng tài ở bên Mỹ này là toàn những cụ già. Vâng, rất là trông rất là lịch sự, chậm chạp nhưng mà rất là hay. Vâng, em cũng có để ý đến điều đó, nhưng lý do vì sao thì em cũng không rõ. Không biết là anh Kiên có nắm được điều này, có thể chia sẻ cái sự thú vị này đến tất cả mọi người được không ạ? Anh thì cũng chỉ biết được là nhìn thấy như vậy thôi, cũng chưa nắm được thông tin là tại sao lại là những người như vậy. Ôi giời, thế mà hỏi em như đúng rồi. Cứ tưởng anh biết rồi anh đố em. Em có biết cái này không để anh kể cho. Anh hỏi. Thì đây, anh cũng đang định hỏi xem rằng có bạn khán giả nào biết thì nói cho anh em chúng ta cùng biết. Vâng. Có lẽ là em nghĩ là tại vì không xếp những người trẻ thôi. Bởi vì những người trẻ thì bận tham gia đánh rồi, chả biết gì cả. Chính xác là như vậy. Và bây giờ thì lần đầu tiên Irene Okchan có cơ hội để vươn lên dẫn trước. Hai bi mục tiêu nữa dành đến cho Irene Okchan. Vô, xong rồi. Lác mạng một cái là xong luôn rồi. Và như vậy là chiến thắng ở trong ván đấu thứ 7 vừa rồi thuộc về Irene Okchan. Lần đầu tiên tay cờ người Áo vươn lên dẫn trước rồi. Được, Quốc Hoàng cố lên em ơi. Chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho Dương Quốc Hoàng nào. Và rất nhiều thông tin của các bạn khán giả đưa ra, ví dụ như là bạn Đỗ Việt Tức thì thầy giáo tiếng Anh có nói rằng ở Mỹ thì cứ còn tuổi lao động là đi làm. Đúng, người ta chắc là không như Việt Nam đúng không? Tiếp viên của American Airlines thì toàn các cụ luôn. Còn bạn Thành Nhân thì có nói là bên Mỹ thì đội cao tuổi thường có nhiều thời gian và tham gia được các sự kiện như thế này. Còn đội trẻ thì không có thời gian bởi vì bận đi làm liên tục. và không thoải mái để theo. Đó, một trong những cái lý do rất là chuẩn. Đấy, không biết thì cứ hỏi thôi Quân. Thì em cũng nghĩ là kiểu những người có tuổi thì công việc này cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Cho nên là họ sẽ sử dụng những người có tuổi hơn để làm công việc xếp bi như thế này. Một lý do nữa của một bạn comment rất hay đó là nếu như xếp các em trẻ đẹp thì các cầu thủ sẽ không có tập trung để đánh được. Vâng, tức là mục đích rất là chuẩn luôn đấy, để cho các cầu thủ tập trung. Cũng có lý do. Vâng, Dương Quốc Hoàng lại đứng trước một cơ hội dọn bàn tiếp theo để san bằng tỷ số. Và còn 3 đường riêng lỗ 10 rồi. Cố lên Dương Quốc Hoàng. Chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho Dương Quốc Hoàng của chúng ta. Vì mục tiêu tiếp theo sẽ là viên bi số 2. Những viên bi khác đều ở vị trí vô cùng thông thoáng rồi. Rất dứt khoát. Và cái đẹp để ăn viên bi mục tiêu số 3. Vâng, đẹp nhất để điều con bi 4 rồi. Chỉ cần kéo nhẹ qua đít con bi 5 một tí thôi là để điều con bi 4 lỗ tít bên tay trái. Đừng. Ok, nhìn viên bi cái chạy với quỹ đạo như thế, ta rất hồi hộp, cứ ngỡ rằng là nó sẽ chạy thẳng vào xuống lỗ. Lúc này thì mọi thứ đang khá là ổn áp dành đến cho Quốc Hoàng trong ván đấu thứ 8 này. Ta có một comment rất hay của bạn Quân Đỗ, đó là Quốc Hoàng có vẻ như đã tìm được cái vị trí đẹp và gọi là bắt được cú phá ở trên bàn này rồi các bạn. Vâng, cố lên Hoàng ơi. Ở giữa bàn hả anh? Tại em không xem cú phá của Dương Quốc Hoàng. Dương Quốc Hoàng đặt bên cái ở sát băng và đặt cầu tay trên bàn ôm và phá. Vâng, ăn bì rầm rầm. Rồi, chúng ta hy vọng đó sẽ là một công thức để cho Dương Quốc Hoàng có những cú đề pa tốt. Và bây giờ chỉ còn 2 bi mục tiêu nữa dành cho Quốc Hoàng thôi, không thể xịt được. 8 và 10. Vâng, đây là một trong những cái trận đấu ở nhánh thua, cho nên là nếu như mà ai mà thua thì sẽ bị loại luôn đối Việt Đức ạ. Và nếu như ai thắng thì sẽ giành quyền vào vòng tiếp theo, vòng 64 cầu thủ mạnh nhất. Và 4 đều cho Quốc Hoàng. Nào các bạn có thể là hãy để lại những sự cổ vũ cho Dương Quốc Hoàng. Chúng ta hy vọng một sự vào guồng đến từ vị trí của tay cờ sinh năm 1987. Bốn đều rồi là điều quan trọng và điều giúp cho chúng ta hy vọng vào Quốc Hoàng, đó là có vẻ như anh đã tìm ra được công thức trong những cú đề pha của mình mà trước đó Quốc Hoàng đã làm không tốt. Vâng, xin đi tè. Xin đi vệ sinh. Quốc Hoàng không hiểu tiếng Áo, nói bà cứ xếp đi, bà cứ xếp đi nhá. Quốc Hoàng sẽ nói gì với bà xếp đi đây? Trọng tài có vẻ như là vẫn không xếp nữa. Đấy, chờ Abinochan vào rồi thi đấu tiếp. 8 anh ạ. 4 + 4 = 8, tức là sẽ có thời gian để nghỉ. Chính xác. Dương Quốc Hoàng đang áp dụng luật Việt Nam vào giải đấu vô địch thế giới. Và em thấy là trước đó không có cái quãng thời gian nghỉ này. Bây giờ thì có lẽ trận đấu có một chút căng thẳng cân bằng và hai cầu thủ đã đồng ý là xin đi tè. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một tí. Và bây giờ thì chúng ta cũng nói chuyện thôi. Quốc Hoàng và Abinochan ra ngoài nói chuyện rồi thì bây giờ thì anh em chúng ta ở đây cũng sẽ nói chuyện thôi. Không biết là các bạn đang xem buổi livestream này ở nơi nào ạ? Các bạn hãy comment tỉnh thành của các bạn bên dưới đi. Hoặc có thể là nhiều bạn ở nước ngoài. Còn ở Việt Nam thì thực sự đây là một khung giờ rất là oái ăm. 3:30 rạng sáng Và nhiều người có lẽ đang chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Anh vâng, Chiến lúc này thì đang ở Hà Nội đúng không ạ? Chính xác. Ở giải 10B nữ cũng đang diễn ra ở bàn bên kia các bạn ạ. Và đại diện Việt Nam có Bùi Xuân Vàng sẽ tham dự ở nội dung vô địch 10B nữ. Ở giải vô địch 10B nữ thì sẽ có nhiều cầu thủ tham gia không anh? Chỉ có 64 cầu thủ thì phải. 48. Anh kia này em có thấy một comment của bạn Eric Trần, đó là em đang ở Anh Linh. Bạn ở đâu Anh Linh bạn ơi? Bạn ở đâu nước Anh thì nhờ luôn. Nhờ luôn. Hôm nữa là đi quay luôn. Chính xác, gọi là phóng viên thường trực của Magic tại Anh. Tại Anh. Mình ở Đài Loan này, chào Đài Loan nhá. Chào Hà Lan nhá. Như vậy là anh em ở nước ngoài rất là nhiều, đa số anh em ở nước ngoài lệch múi giờ mới có thể xem được thôi. Còn anh em ở Việt Nam thì mình nghĩ, em nghĩ là khá là ít. Em ở Sinh này 4:30 sáng rồi này. Đấy, toàn ở anh em ở nước ngoài thôi anh Kiên ạ. Chào anh em. Lo ngủ hết. Vâng, có Nguyễn Bảo Huỳnh này. Anh em ở nước nào nữa nào, hãy comment nước mà anh em đang ở nào. Mình thì đang ở Việt Nam thôi. Anh em nào đang ở Nghệ An không ạ? Vâng, ở trong những cái giải thi đấu nước ngoài với cái kinh nghiệm của tôi thì anh em nào đi thi đấu thì nhớ mang theo những cái áo lót mặc bên trong, bởi vì điều kiện ở trong những cái nhà thi đấu này nó vô cùng lạnh. Nếu mà chúng ta ở Việt Nam mà quen với cái điều kiện mùa hè mà mặc áo cộc mà vào thi đấu thì cứ xác định luôn ạ. Một số anh em xàm xí anh Kiên như ông gì vừa comment em đang ở Russia, ở Nga. Nga bây giờ làm gì dùng được Facebook nữa bạn ơi, cấm Facebook rồi. Ok, chào Nhật Bản 5:30 sáng nha. Chào. Ok, hai ông comment Nhật Bản nè. Hai ông comment Nhật Bản, một ông bảo là 5:30 sáng ở giờ Nhật Bản rồi, một ông comment 4:30 sáng Nhật Bản. Thế là không điều nào nói đúng đấy. Nhưng mà theo mình cũng biết là ở Nhật Bản thì hơn Việt Nam vượt ra 2 tiếng đồng hồ, tức là 5:30 sáng là đúng. Không biết là có múi giờ nào nữa không? Như ở bên Mỹ thì rất là nhiều múi giờ khác nhau, ở các tỉnh, các bang khác nhau sẽ có nhiều múi giờ. Em ở Ukraine. Trời ơi, sẽ cập nhật tình hình của Ukraine hiện tại các bạn ơi. Đang có chiến tranh, đang có chính trị. À, Ukraine, anh Kiên biết không, ông Abinovcha này đang người nước Áo nhưng đang để cờ Ukraine để ủng hộ cho đất nước này đấy. Chúng ta sẽ không nói về chính trị, nhưng mà em có search ở trên Google, đó là xem thông tin của cầu thủ này như thế nào. Hiện ra Facebook chính chủ của ông này, ông để cờ Ukraine luôn. Ok, có vẻ như là đánh rồi. Vâng, trận đấu bắt đầu tiếp tục rồi. Không biết rằng là có nhìn thấy cái con đường ăn, con B1 không? Đường riêng nhìn thấy thì nhìn rồi. Nhưng góc này rất khó có thể quan sát thấy rằng là con B1 có còn ăn được không? Có vẻ như là 4 vẫn chưa che. Em nghĩ là vẫn còn đường riêng. Và cú đề pa vừa rồi thuộc về Abin Ochan. Vâng, nếu như mà Ochan còn đường riêng con này thì chắc sẽ xử lý luôn một pha cúp áp phê mềm để mà con cái vào luôn chỗ 5 và 6 để điều con B2. Đây sẽ là một tình huống mà mở khóa cái ván đấu này, không hề dễ. Một tình huống khó dành đến cho Abinochan. Còn bị cái lại còn ở đường xa và cò tay nữa. Cò tay cao cần combo rất khó, có thay cao cần, đường lại xa. Rồi, và góc dứt điểm thì nó không phải là rộng, góc khá hẹp dành đến cho Abin Ochan. Vâng, Ochan có thể xử lý một phương án đó là xẻ con B1 và cái qua khe 89, sau đó thì xả về đít con B6. Tuy nhiên để đánh cái lực căng như vậy trong tình huống này thì con 1 rất dễ là lắc lồ. Vâng, chúng ta cùng xem quyết định của những cái tay cơ hàng đầu thế giới trong những cái tình huống này như thế nào. Và chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi những tình huống đó các bạn nhé. Vâng, rất nhiều phương án có thể xử lý, nhưng chọn phương án như thế nào đó mới là tạo nền đẳng cấp các bạn ạ. Không biết là anh vừa chỉ ở giữa 5 và 6 anh chỉ cái đến đấy hay là anh chỉ một đến đấy đây? Đang có một tình huống hơi khó dành đến cho Abin Ốc Trang. Chắc và chắn là con một đến riêng rồi. Có lẽ là sẽ công luôn Trang. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. 99% là sẽ công. Không. Nhưng Abin Ốc Trang đã chọn 1% thủ. Quá hay, một phương án thủ quá hay các bạn. Thủ hay nhưng nó cũng may nữa anh Kiên ạ. Khi mà em không nghĩ rằng đặt viên bi số 1 vào đít lỗ 10 là điều mà Abin Ốc Trang hướng tới đâu. Hoàn toàn có thể tính được. Bởi vì trong bên bi ra 3 băng đấy, những cái con bi 3 băng mà nó xả về chấm chỗ 2 chỗ này thường nó sẽ giật lên cái vị trí đít chỗ 10 kia em ạ. Vâng, nếu đó là tính toán của Abin Ốc Trang thì thực sự quá đẳng cấp. Khi kiểm soát lực quá tuyệt vời để giữ viên bi cái ở lại và đưa viên bi số 1 đi một vòng bàn và dừng lại ở đít lỗ 10, ở đít 10. Bây giờ thì Hoàng Sao sẽ phải đứng trước một thử thách để thực hiện cú đánh hợp lệ. Và không hề dễ. A2 băng và A1 băng. Vâng, bạn Văn Lý có hỏi là ở thành phố Hồ Chí Minh thì có cách nào mua cơ ở cửa hàng mình không? Vâng, ship Sài Gòn Hà Nội thì chỉ trong ngày hoặc hôm trước hôm sau thôi bạn ơi. Bạn có thể liên hệ cái số điện thoại đang chạy trên màn hình của mình nữa các bạn. Có vẻ như là Quốc Hoàng đã chỉ bột vào lỗ 5 bên phía tay trái rồi anh Kiên ạ. Và đây sẽ là một tình huống một bằng của Quốc Hoàng. Không biết là chạm 10. Lỗi rồi, đã bị chạm 10 mất rồi. Chạm 10 trước. Thực ra trong tình huống vừa rồi thì nếu như chọn A băng 1 băng như vậy có ăn 1 thì cũng tuyệt vời nhất. Thì cũng chỉ ra được một tình huống đó là sẽ là một cơ hội chạy đạn con B2 thôi. Bây giờ điều cái hai như thế nào cũng là một điều không hề đơn giản. Không hề đơn giản dành đến cho Abin Ốc Trang. Một thì đang ở cửa lỗ rồi. Bắt tay lên cầm để suy nghĩ rồi. Cũng phải suy nghĩ, cơ thủ số 1 thế giới thì cũng phải suy nghĩ thôi. Và chúng ta sẽ cùng xem liệu tiếp tục là một tình huống thủ nữa không. Nếu có thủ thì Abin Ốc Trang sẽ tính toán để ăn con B1 sau đó thủ con B2. Nhưng mà chắc chắn phương án đầu tiên để ưu tiên sẽ là ăn con B1 và điều con B cái về chỗ vị trí con B5 và 6. Và sau đó nếu không điều được vị trí đấy thì bắt đầu mới tính tiếp ra một vị trí khác để có thể chạy đạn được con B2. Vâng, nhưng cũng có thể sẽ có một trường hợp khác xảy ra, đó là ăn viên bi số 1 xong đuôi luôn viên bi số 2. Vâng, nếu như không được tính toán cẩn thận thì đấy là một trong những cái tình huống rất dễ xảy ra. Và hy vọng điều đó với Abin Ốc Trang ở trong thế bi này. Bởi vì chúng ta đang cổ vũ cho Dương Quốc Hoàng đúng không? Chính xác là như vậy. Ta sẽ cùng chờ đợi pha xử lý này của Abin Ốc Trang. Vâng, em hỏi anh Kiên một chút xíu, ở các loạt thể thức của các giải thi đấu quốc tế như thế này thì nếu như lỗi bao nhiêu lần sẽ xử thua luôn ạ? 3 lần liên tiếp em ạ. Tức là vẫn, cứ đến vẫn là 3 lần liên tiếp. Chính xác. Vẫn không khác với nội dung Pool 9B và các giải đấu ở trong nước của chúng ta đúng không? Và wow. Thực sự là chỉ là thiếu lực thôi, nhưng mà tôi đánh giá cực kỳ cao một cái pha điều bi như vậy của ông Chan đấy. Quá đẳng hay cấp. Đẳng cấp. Quá đẳng cấp đấy. Và anh sẽ chạy đạn luôn. Hoặc chắc là do ăn chín được không được. Giò ăn chín thì cũng sẽ rất là khó. Nhiều chắc chắn là ông Chan này biết chơi ba băng đấy các bạn ạ. Quá kinh khủng. Mặc dù không thể ăn được viên bi mục tiêu số 2 này, nhưng quyền chủ động vẫn đang thuộc về tay cờ người Á và anh đã nghĩ rồi. Một pha chạy đạn 2 băng và con cái sẽ bắt đuôi sau bi 10. 3 băng. Khá phân vân. Lúc này chúng ta thấy là thời gian suy nghĩ của Abhinav Chan là rất lâu. Cũng chưa đánh, nhảy sang bên này, nhảy sang bên kia, vẫn chưa thể đưa ra được cú đánh dành riêng cho mình. Và quyết định cuối cùng của Abhinav Chan sẽ là đưa cái đến vị trí nào đây? Bắt đuôi sau 5 và 6 thôi. Chạy đạn rất sinh viên. Bạn có thể nói là bì dân đúng không? Vâng, tuy nhìn sinh viên thôi nhưng mà có vẻ ý đồ của ông Chan là đưa hẳn con bi cái vào đít con bi 9 cơ. Wow, như vậy là Quốc Hoàng sẽ phải thực hiện một tình huống A2 băng à? Không biết là A1 băng còn cửa nữa không? Góc quan sát của chúng ta thì hơi xa. Và đây thực sự là một thử thách dành đến cho Dương Quốc Hoàng. Nhìn sinh viên thế thôi mà không hề đơn giản các bạn. Rồi, đã có những cái gợi trong cái quyết định của Dương Quốc Hòa. Khó, chứng tỏ đây sẽ là một tình huống khó. Hy vọng là Quốc Hoàng đang tính toán cho một thế bi tốt nhất chứ không phải là một sự tính toán cho cú đánh hợp lệ. Hai băng, hợp lệ rồi. Bắt đuôi lại. Hở rồi. Hở nhưng không đường riêng. Không biết là trong giải đấu này luật cộng 10 luôn có được tính không nhỉ? Không anh ạ. Sẽ phải bốc lên. Sẽ phải bốc viên bi mục tiêu cuối cùng lên. Nếu không như giải Las Vegas. Las Vegas là cộng là thắng luôn. Nhưng giải đấu này thì theo thông tin của em thì nếu như cộng mà bi mục tiêu nào đó vào 10 thì sẽ phải bốc lên và đánh tiếp. Tức là con 10 sẽ buộc phải đánh cuối cùng. Và quyết định của Abhinav Chan là tiếp tục chạy đạn. Tất nhiên đây là một vị trí hở để cho Dương Quốc Hoàng thực hiện cú đánh hợp lệ. Nhưng đánh như thế nào có một vị trí tốt và làm khó Abhinav Chan sau đó thì cũng là một điều Quốc Hoàng cần phải tính toán đến. Một tình huống chạy đạn rất là khó có thể bắt đuôi được của Dương Quốc Hoàng. Hoàn toàn Dương Quốc Hoàng có thể tính cân con bi 2 lên và con cái đập một băng 5 ra. Và con bi 5 sẽ nở ra để bắt đuôi ngược lại. Không rồi. Không qua được mặt con bi 6. Vâng, cảm ơn rất là nhiều thông tin bổ ích của bạn Quân Đỗ. Đây sẽ là một tình huống mà liệu Abhinav Chan sẽ cân luôn vào lỗ 10 không? Rồi, nếu cân thì gọi là quá đẳng cấp. Không biết là chỉ lỗ chưa nữa. Và chạy đạn. Chém luôn lỗ tít. Wow, hơi zoom, có vẻ như là camera hơi zoom cho nên là chúng ta không thể nhìn được rõ tình huống vừa rồi. Chém luôn lỗ tít các bạn ạ. Chém luôn vào lỗ 5 bên phía tay trái, và nếu như chém luôn thì thực sự quá đẳng cấp. À, cân vâng, là quá nhanh cho nên chúng ta không nhìn thấy. Vâng, em cũng không nhìn rõ bởi vì là cái màn hình anh em mình nhìn ở đây nó không thực sự quá mượt mà lắm, nó hơi bị mờ, và vừa rồi lại có một sự rung lắc của cameraman nữa, cho nên là không nhìn thấy rõ. Đấy, đấy, lác đấy, có vẻ như động đất ở Las Vegas thì phải anh Kiên ạ. Động đất rồi, đúng rồi. Vâng, nhưng mà hoàn toàn chúng ta có thể học tập được rất là nhiều và có thể thấy được rất là nhiều những cái thứ hay của những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tức là người ta sẽ ưu tiên chọn những cái phương án để cho đối thủ không có cơ hội. Vâng, tức là kể cả là một tình huống thủ để cho đối thủ A băng khó hoặc là đi dọn bàn thì tôi thấy rằng là họ vẫn ưu tiên chọn công. Ôi động đất rồi. Đây vẫn ok rồi. Như vậy là chỉ còn 2 bi mục tiêu nữa dành đến cho Orbino Chan. Chín và 10. Và tất nhiên là không thể có sai lầm đến từ vị trí của tay cờ số 1 thế giới ở thời điểm này. Số sẽ được nâng lên thành 5-4 cho Abhinochan. Vẫn là đẳng cấp. Vâng, có điều gì không ổn so với... Đúng là động đất thật phải không hả Quân? Đúng, động đất rồi. Dùng lắc dã man vậy ta? Theo kinh nghiệm của em cũng là hiểu như thế nào là động đất. Và mọi thứ đã ổn hơn rồi. Rồi, ok rồi. Hy vọng sẽ không có một trận động đất với tần số bao nhiêu Richter đấy nữa. Ở Nhật Bản thì động đất nhiều lắm, nó không biết ở Mỹ thì thế nào nữa. Ở Mỹ vẫn thì đang là một sự xít sao. Vâng, hy vọng là Quốc Hoàng đúng là bắt được cú phá để lại đi chấm ở cái ván đấu này để gây áp lực ngược lại cho ông Trang. Công thức trong những cú phá bây giờ lại đặt vào giữa anh Kiên này. Đúng rồi đấy, 2 cú phá trước của Quốc Hoàng đều đặt ở đây và đều thành công. Rồi em cứ tưởng là đặt ở hai bên má theo cái băng dài. Hy vọng cú phá này của Quốc Hoàng có bị mục tiêu nào rơi xuống lỗ không? Hai tôi không thấy hai ở đâu cả. Vâng, nhưng con bi 1 lại không đẹp. Đúng rồi, như vậy là bên bị mục tiêu số 2 đã được đưa xuống lỗ. Bây giờ thì có lẽ là Quốc Hoàng sẽ buộc phải thực hiện một cú đánh an toàn. Góc quan sát này thì cũng khá là khó nhìn và không biết là an toàn. Như vậy là an toàn nhưng cũng phải tính đường cho mình nữa. Thông thường trong những cú an toàn này thì người chủ động sẽ tính đưa ra những cái vị trí mà sở trường của mình. Sở trường của Dương Quốc Hoàng thì có thể nói là khá toàn diện, và anh đặc biệt mạnh với những pha nhảy bi, pha sút. Trong tình huống này thì có vẻ như là vẫn còn má mỏng để chạm vào bên bi số 1 bên phía tay phải thì phải. Và Abhinochan sẽ quyết định chạy đạn và thực hiện luôn cú đánh này. Không hề đơn giản để chạy đạn cho tình huống này. Có thể cái đưa xuống dưới đích 7 có được không? Đưa cái được xuống đích 7 được. Tuy nhiên rằng là cái con bi 1 sẽ rơi hơi khó quản lý. Bởi vì ở... nhường rồi. Như vậy là Abhinochan quyết định nhường. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi cú đánh tiếp theo của Dương Quốc Hoàng. Chứng tỏ là đây là một tình huống khó, cực khó, ngay cả một pha chạy đạn. Hy vọng là Quốc Hoàng sẽ làm tốt. Theo cách nói vui thì Quốc Hoàng đang phải đối mặt với con quái vật mà chính mình tạo ra. Chính xác luôn. Đã phải giải quyết một thế bi khó này. Được, ai bảo không nghĩ trước khi chạy an toàn. Có vẻ như cái má của con một nó chỉ mỏng một chút xíu thôi. Nếu như đánh sẽ là phải sơn rất là mỏng con bi 1 để giữ con bi 1 và bắt đuôi sau bi 4. Rồi chạm một rồi và nào và đuôi rồi, ok rồi. Hay quá, ổn rồi, một tình huống xử lý ổn, quá ổn của Dương Quốc Hoàng. Rồi, con cái chạy qua khe 4-5 và sau đó thì bắt đuôi sau con bi 5. Có vẻ như Âu Chan đã chủ động cái tình huống này rồi. Nhảy bi anh Thiên ạ. Đúng rồi, chú chạy đi để anh nhảy. Rồi, cao thủ là tính được hẳn như vậy. 1-5 và cái đang là một đường thẳng. Và cả cái lỗ nằm ở bên tay trái nữa, 4 điểm đang tạo thành một đường thẳng. Và chỉ cần bên Âu Chan đi đúng cái đường thẳng đấy thì sẽ đưa được viên bi mục tiêu số 1 rơi vào lỗ 5. Đấy là lý thuyết. Vâng, thực hành thì tất nhiên là khó hơn rất nhiều rồi. Là sẽ cùng chờ đợi cú đánh này của Abid Ochan. Một cú nhảy bi lắc lỗ. 10 giây không rơi. Ông này cực kỳ may mắn. Đây cũng không còn là may mắn nữa rồi. Đây sẽ là một tình huống cân con bi 1 lỗ góc của Dương Quốc Hoàng. Vâng, chắc chắn là như thế rồi. Cân luôn, công luôn ở trong tình huống này. Có phương án thứ hai trong việc chạy đạn không anh kia? Chắc chắn là có. Nhưng nếu là anh cũng sẽ cân. Vâng. Còn Quốc Hoàng không chỉ lỗ anh kia ạ. Như vậy là Quốc Hoàng sẽ quyết định thủ thôi. Cân ở thời điểm này thì nó cũng khá là mạo hiểm. Mặc dù... Dương Quốc Hoàng đã tính chạy đạn cái sau đít con bi 7 rồi. Phải xẻ rất mỏng con bi 1. Nào, cái xuống một chút xíu nữa rồi, cũng ổn rồi. Có một cái khe. Đường dương mất rồi. Em đang thấy một cái khe giữa 4 và 7 và tại sao cái lại đi đứng vào giữa cái khe đấy? Đấy là điều không may mắn cho Dương Quốc Hoàng. Đường riêng. Anh vừa nghiêng điện thoại thấy con đường riêng mất rồi. Anh vừa nghiêng điện thoại để em đang nhìn trên máy tính. Nghiêng cái máy tính của em thì có vẻ như vẫn còn đường chung anh kia. Vâng, nhưng dù sao thì cũng không thoải mái được bằng bỏ hết hẳn con 4 con 5 ra. Hơi lưỡng lự và có vẻ như là nó không thoải mái, đúng rồi. Những tình huống như thế này thì em đi đánh đi ở bên ngoài thì nó sẽ gặp một vấn đề, đó là cứ cố gắng để cho viên bi cái lọt vào giữa và không thèm ngắm viên bi số 1 và đánh xịt viên bi số 1. Không lỗi là được, đúng không? Đúng rồi, không lỗi là được, cố gắng để đi qua khe thôi. Cho nên là ngắm rất là lệch, mặc dù vị trí bi số 1 nó ở rất thuận lợi và thậm chí là thừa má mỏng cơ. Nhưng mà liên tục đánh lỗi. Không đủ tự tin, đúng không? Cái việc mà đánh qua một cái khe nào đấy, đúng rồi, đánh qua cái khe nào đấy thôi đã là vô cùng khó khăn rồi, chưa kể rằng là cái tâm lý khiến cho mình còn không dám ngắm ăn nữa. Đúng, cố gắng mong làm sao không lỗi thôi. Chính xác là như vậy, đó là em nghiệp dư thôi. Còn các tay cờ chuyên nghiệp thì không biết là có một sự khó chịu nào dành đến cho Abid Ochan trong tình huống này hay không. Đẳng cấp. Và đuôi nào. Wow, con cái còn chạy rất kinh. Đuôi. Và đuôi rồi. Đuôi rồi anh Kiên ạ. Wow, đã có may mắn cho Dương Quốc Hoàng ở thế bi này. Tình huống A bằng, tình huống hợp lệ ở trong thế bi này thì dễ thôi. dễ A bằng trúng thôi. Dễ A bằng trúng thôi, nhưng dễ ăn thì là điều quá khó, và Papinocan có vẻ như là không chỉ lỗ. Vâng, chỉ còn 3 lỗ tít rồi. Bạn hoàn toàn có thể A bằng cắm để ăn con B3 lỗ tít, và con cái sẽ giật về chỗ vị trí con B4 và 5, có thể vắt đuôi ngược trở lại được. Vâng, liên tiếp những cái pha nói là quá kỹ thuật và quá đẳng cấp của Âu Trang. Một cái pha rút con B1, cái chạy 3 bằng xả và suýt nữa thì lắp đích con B2. Kèm với đấy nữa là một pha chổng gậy lên để đục con B cái chạy. Các bạn có thấy cái độ xoáy của cái tay cờ hàng đầu này vô cùng kinh khủng. Có thể nói là đẳng cấp có thừa. Lúc này thì Abinocan chưa gặp may, ít nhất là trong ván thi đấu này, ở trong tình huống vừa rồi. Vâng, lòi rồi. Cơ hội cho Dương Quốc Hoàng chém luôn. Trong tình huống này thì tất nhiên là chém luôn, em cũng chém luôn, chứ đừng nói đến Dương Quốc Hoàng. Không thể chạy đạn được ở trong thế bì như thế này nữa. Đã rơi rồi, với bì mục tiêu số 3 đã rơi rồi. 5 và 6 đang khá dính nhau anh Kiên ạ. Sẽ phải làm như thế nào đây để phá bộ đôi này đây? Không cần phá, Con cái sẽ chỉ cần đẩy nhẹ mềm tay sang và có thể đánh con bi 5 lỗ 10 được em ơi. Và hy vọng Quốc Hoàng sẽ có một tình huống điều cơ tốt ở cái mục tiêu số 4 này. Vị trí không phải là quá đẹp lắm đâu. Vị trí này là rất là đẹp rồi. Rất là đẹp. Rất thuận lợi. Điều cơ, rất đẹp để điều cơ. Bốn được đưa xuống lỗ rồi, và có đẹp hay không? Cái hơi quá lực một chút. Nếu như nhẹ hơn thì sẽ tuyệt vời, dành đến cho Dương Quốc Hoàng. Không sao, đây vẫn sẽ là một nhuống mà nằm trong tầm ngắm của tay cơ Việt Nam của chúng ta. Rồi, Quốc Hoàng đang lấn cấn một tình huống có thể kéo một băng con bi 5 hoặc là sẽ đẩy một băng con bi 5 qua mặt con bi 10 để điều con bi 6. Vâng, trong tình huống này sẽ thuận lợi hơn, sẽ là một tình huống đẩy cu lê 2 băng và cái về vị trí lỗ 10 bên tay phải. Và Quốc Hoàng cố lên, tự tin lên. Vâng, tình huống này chỉ cần không tâm lý thôi, tự tin là oánh được. Đây sẽ là tình huống khó nhất ở ván thi đấu này dành đến cho Dương Quốc Hoàng. Mục tiêu số 5 lắc lỗ rồi, rất đáng tiếc. Vâng, tôi chưa hiểu ý định của Dương Quốc Hoàng trong tình huống vừa rồi. Định kéo con bi cái 3 băng lọt qua khe 8-10. Vâng, nhưng tôi thấy rằng cái tình huống vừa rồi rất là thuận lợi để có thể đẩy con bi cái nó qua mặt con bi 10, điều con bi 6 lỗ tít bên chỗ con 7 kia nhỉ. Vâng, rất đáng tiếc. Có lẽ là ở một giải đấu thế giới như thế này thì một tình huống xịt như vừa rồi là một điều cực kỳ đáng tiếc dành cho Dương Quốc Hoàng. Abinocan với 5 bi mục tiêu còn lại ở trên bàn. Tất cả các bi đều nằm đẹp. Bảy đã được đưa xuống lỗ rồi. 8, 9, 10 nữa dành đến cho Abinocan. Chúng ta chỉ chờ đợi duy nhất một tình huống điều cơ không ổn của ông Trang với lên đi mục tiêu số 10 này thôi. Lụt một chút xíu đi thì càng đẹp hơn. Có lẽ là lực quá chuẩn để bắn viên bi mục tiêu cuối cùng này Tỷ số sẽ được nâng lên thành 6-5 cho Abinocha. 6-4, 6-4. 6-4, khoảng cách là 2 ván. Và Ốc Chan phá ván này sẽ không đi hết và cô Hoàng đi hết, thế là 6-5. Không sao cả các bạn ạ. Không sao, chúng ta sẽ cùng hy vọng một cuộc lật đổ đến từ vị trí của Dương Quốc Hoàng. Tỷ số đang là 6-4. Cả hai đều đưa hướng tới mục tiêu là 2 ván thắng. 2 ván dành cho Ốc Chan thì anh sẽ giành được chiến thắng chung cuộc, trong khi đó thì 2 ván dành cho Dương Quốc Hoàng thì sẽ đến với một thế trận cân bằng. Rồi, rất nhiều bạn nhận xét rằng là chưa thấy cái thái độ sẵn sàng để lội ngược dòng của Dương Quốc Hoàng. Vâng, Dương Quốc Hoàng hãy bùng nổ và tự tin lên nào. Vâng, hừng hực xông lên đi. Vâng, trông thấy hơi y. Vừa chạm vào nhá. Để ba cho nhá. Trọng tài không xử lý được pha này. Có vẻ như là phong thái của Dương Quốc Hoàng là một phong thái quen thuộc như vậy rồi. Nhưng có lẽ nhiều bạn đang nhận ra một tâm trạng không thực sự tốt. Wow, nhiều bi mục tiêu rơi xuống lỗ của anh kia rồi. 1, 2, 3. Tất cả các hình bi lại đều bị đẹp quá mất rồi. 3 bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Con 8 thì lại ở cửa lỗ. Về pha kinh thật, ông này có lẽ ông mua hẳn cái bàn này về tập luyện rồi. Vâng, tôi để ý rằng là ở những cái giải thế giới như thế này thì người ta rất ít sử dụng phá công thức, mà đa phần sẽ sử dụng phá lớn lực và sau đó thì tạo ra cái độ hên xui rất là nhiều. Và thông thường tôi thấy rằng là hên nhiều hơn xui. Có nghĩa là cứ mắm môi, mắm lợi để thực hiện một cú phá với 200% công lực của mình, đúng không? Tuy nhiên rằng là ở cú phá lớn lực như vậy nhưng mà các cầu thủ này kiểm soát con bi cái vẫn rất tốt. Thế cho nên là tỷ lệ rằng là ra hên vô cùng cao. Và đây là một cú phá có thể nói là ra hên của Abinocha. Không phải ra hên mà là không đen. Không, bởi vì tỷ lệ rất cao là ra đẹp. Không đen dành đến cho Abinocha thì đã có 3 bên bị mục tiêu rơi xuống lỗ. 2. Hơi lắc một chút xíu. Trên màn ảnh của chúng ta từ đầu trận tới giờ có lẽ là xuất hiện hình ảnh của Abinocha khoảng 80%. Bi mục tiêu tiếp theo dành cho tay cơ người Áo đó là viên bi số 5. Hơi dài tay một chút xíu. Mạnh rồi. À quên. Đẹp rồi, đẹp rồi. Bi số 5 nằm ở giữa bàn. Và rất thuận lợi cho việc trô con bi 5 về hướng chỗ đầu con bi 10. Em nhìn rất rõ. Cứ tưởng ở bên bi này, bên bi số 7 thì lại ngon quá. Vâng, hình bi này thì rất tiếc, Dương Quốc Hoàng lại bị dẫn sâu thêm một ván nữa. Abinocha vừa bĩu môi, anh kia lại không biết bĩu môi điều gì, có lẽ là anh chưa hài lòng với tình huống điều cơ này. Có vẻ như con cái sẽ phải xuống tầm khoảng 30 phân nữa mới là vị trí khiến cho Ốc Chan không bĩu môi. Vẫn thành công với cú dứt điểm bên bi số 6. Ba bi mục tiêu nữa dành cho Abinocha. Hy vọng sẽ có một tình huống không đẹp ở bi này. Dính luôn. Dính rồi. Vâng. Cơ hội. bĩu môi là Ochan bĩu môi cho tình huống này này. Bĩu môi này, quả này phải bĩu cả mặt rồi, bĩu cả thân người luôn, không phải bĩu môi nữa. Vâng, trong tình huống như tình huống A băng này thì các bạn phải vô cùng cẩn thận nhé. Bởi vì cái góc A băng ăn vào mỏng hay dày của con bi mục tiêu nó sẽ tạo ra lực lớn hay là nhỏ rất là khác nhau, và nếu như kiểm soát không tốt thì sẽ rất dễ xảy ra những cái tình huống ngoài tính toán. Chính xác là tất cả những tình huống A băng như kiểu quét vừa rồi thì rất khó để kiểm soát lực. Và lúc này thì ngay cả cơ thủ số 1 thế giới cũng đang tự tạo cho mình ấy kia chạm nhớ chạm giày vào dưới đất nhá. Dấu cái như thế nào đây hả anh kia? Có lẽ là phải dấu cái khó, vô cùng khó. Vâng, một trong những tình huống không hề dễ. Vâng, hoặc bắt buộc là phải đưa ra khó để cho quốc hoàng đánh thôi, chứ rất khó để có thể bắt đuôi. Và nếu tình huống này thuận lợi mà con bi cái nó nằm ở bên dưới con bi 9 thì mới có thể sơn để bắt đuôi 6 bi 10 được. Nhưng còn tình huống này thì hai con bi nó đang khung với nhau vào lỗ thì vô cùng khó rồi. Buộc Ochan sẽ phải đưa ra cho quốc hoàng chọn lựa phương án đánh, nhưng mà khó. Còn hai bi mục tiêu còn lại và lại dính nhau như thế này thì việc giấu cái chắc chắn không phải là một điều dễ dàng dành đến cho Ochan. Hy vọng một tình huống phơi sau cú đánh của tay cơ người Áo. Nào. Vâng, vẫn quyết định bắt đuôi sau 10. Nhưng vâng, là một tình huống đánh 9 khó. Xa. Vừa xa lại vừa cò tay cao cần. Quyền quyết định ở trong ván đấu này sẽ thuộc về Dương Quốc Hoàng. Có lẽ ở thời điểm này đây không phải là một thử thách dễ đâu. Cố lên, chúng ta cùng chúc cho Dương Quốc Hoàng thành công trong tình huống này. Điểm bị quyết định dành cho Quốc Hoàng. Ngắm thật kỹ. Nhưng không lệch quá rồi. Lệch quá xa. Rồi. Tâm lý. Rồi, ok. Không sao, lại khó lại. Con đường riêng không nhỉ? Con đường riêng nhưng mà rất khó. Theo tình huống vừa rồi thì phải nói là khó nhá. Với một áp lực có thể nói là rất nặng nề dành đến cho Dương Quốc Hoàng thì việc đánh xịt trong con 9 vừa rồi không phải là một điều gì đó quá bất ngờ đâu. Vâng, hy vọng là Ochan sẽ ngéo tay con này và con 9 sẽ đập vào con bi 10. Hy vọng là như vậy. Rồi, biết đúng như những gì anh nói mà. Rồi. Lên. Nhặt đi luôn. Kìa, sao ông không để cho ông sao đánh? Mất bình tĩnh rồi anh kia ạ. Vâng, đang là một cơ hội, chỉ cần Quốc Hoàng ra lao được ván này thôi thì sẽ là một cơ hội cực kỳ lớn. Kìa, tại sao trong tình huống vừa rồi lại nhặt đi lên? Trong khi đó là trước đó Quốc Hoàng cũng gặp một tâm lý rất nặng nề khi bắn bên bi số 9. Có lẽ là ông bên ông Trang đang muốn tự chơi một mình. Nếu như mình không thể đánh xịt thì mình thua luôn, không để cho Dương Quốc Hoàng đánh là sợ ông Quốc Hoàng ông vào tay thì phải. Có thể đấy, có thể là như vậy. Đúng là em cũng không hiểu nổi tại sao ông lại bốc bi trong tình huống vừa rồi khi mà 9 vẫn đang lên. 9 vẫn đang lên và 10 điểm dưới này. Thực ra thì hoàn toàn là với kinh nghiệm người ta nhìn thấy rằng nó lên nhưng mà vẫn còn đẹp và nó quá dễ. Và hai nữa góc độ nào đấy cũng có một cái độ bực tức về bản thân. Chắc chắn là bực thì nhiều hơn. Đây là cơ hội của Dương Quốc Hoàng đây này. Thừa thắng để xông lên nào. Cách biệt lúc này chỉ là một ván thắng và quyền đề ba trong ván đấu thứ 12 này thuộc về Dương Quốc Hoàng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Cú đề bà với một lực đi rất mạnh. Và có bị mục tiêu nào rơi xuống lỗ hay không? Không có bị nào. Không thì phải. Vâng, tất cả bi lại nằm quá đẹp mất rồi. đi số 2 thì sao hả anh Kiên? Theo góc 2, 3 gần nhau và tất cả đều đường riêng. Vâng, hình bi thì vô cùng đẹp, hình bi sắp xếp thuận lợi hết rồi, chỉ cần cú lê nhẹ con bi một tí thôi. Và lại là ông Bin ông Tràn này đánh anh Kiên ạ. Rồi, đường riêng, tất cả đều đường riêng. Không để cho Quốc Hoàng đánh luôn. Vâng, 2 ra 3 không khó và 3 ra 4 cũng không khó. 4 ra 5 thì tất cả đều hình bi rất là thuận lợi. Và hình bi có thể nói rằng là vô cùng khó xảy, bởi vì gần như chẳng phải sử dụng kỹ thuật gì, chỉ việc sắp hình và kiểm soát lực thôi. Hy vọng là ông Tràn sẽ nóng tính hơn nữa. Đang đưa ra những quyết định khá nhanh rồi. Bi tiếp theo sẽ là bi số 4 dành cho Đại Vương người Áo. Không có sai lầm gì. Chúng ta vẫn chờ đợi những tình huống điều cơ không tốt của Bin Ông Tràn, hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ cần bực một cái thôi à? Đúng rồi, chỉ cần ngoéo cơ một cái thôi. Đây là tình huống mà chúng ta có thể hy vọng. Mục tiêu số 6 dành đến cho Bin Ông Tràn. Vâng. Vẫn có sai lầm không? Vẫn còn anh kia, vẫn còn má. Không biết là anh vừa định điều cơ để ăn 7 vào lỗ nào đấy. Có lẽ là lỗ 10 luôn. Không sai lầm rồi. Vẫn 3 bi mục tiêu nữa, chúng ta cứ hy vọng đi. Đây này, bên bi số 9 này lúc nãy cũng điều dịch ở bên bi số 9 này. Bây giờ thì anh cẩn thận hơn rồi, nghĩ và bồi lờ rất là kỹ. Có lẽ là rút ra được một điều gì đó kinh nghiệm. Bi số 8 nào. Đưa xuống lỗ rồi và khá ổn dành đến cho Bin Ông Tràn. 2 bi mục tiêu nữa. Điều cơ này không quá đẹp nhưng tất nhiên là nó dễ dành đến cho Bin Ông Tràn. Và lại là anh đi một cờ dặm bạc. Quốc Hoàng vẫn gần như là đánh rất ít ở trong trận đấu ngày hôm nay. Thì số lúc này sẽ được nâng lên thành 7-5 cho Bin Ông Tràn. Vâng, có thế là ván tiếp theo là Bin Ông Tràn phá luôn đúng không? Bin Ông Tràn sẽ là người phá. Và các bạn có thể thấy được rằng là cái tầm quan trọng của cái cú phá ở cái level cao này nó như thế nào đúng không ạ? Nếu như mà không phá tốt thì gần như cả trận các bạn sẽ chẳng được chọc vây ván luôn đấy. Tức là cái ý tôi nói đây rằng cái khả năng tự tạo cơ hội cho bản thân nào chúng ta không có thì thật sự là vô cùng không có cơ hội. Chính xác là như vậy, và chúng ta có thể nói là trong trận đấu này nói không qua một chút nào thì Bin Ông Tràn đang có những sai lầm trong các ván đấu mà Dương Quốc Hoàng có được chiến thắng. Từ đầu trận đến giờ thì hình ảnh Bin Ông Tràn ở trên bàn là nhiều thôi. Cú phá của Bin Ông Tràn này nó có đưa được bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ hay không? Có vẻ như là không rồi. Không có bi nào. Và lại có cơ hội cho Dương Quốc Hoàng các bạn ơi. Có cơ hội rồi. 2, 4, 6, 8, 10. Có cơ hội. 2 ở trên này. viên bi 8, có lẽ 8 ở dưới kia. Vâng, hình bi cũng tương đối ngon rồi. Con bi 1 này hoàn toàn có thể ép một băng được. Sau thử oánh sang C con bi 2. Vâng, cố lên nào Hoàng ơi. Ăn được ván này, sau đó ván sau đi dàn lao là lại ngon ngay. Hy vọng, rất hy vọng vào một sự trở lại của Dương Quốc Hoàng. Lùi cái... Vâng, đẹp rồi, đẹp rồi. Đẹp để ăn 2 rồi. Rất hồi hộp anh Kiên ạ. Và tín hiệu từ trường quay thì nó cũng hơi chập chờn một chút xíu. Hy vọng sau khi chập chờn xong thì chỉ còn đi mục tiêu số 10 dành cho Quốc Hoàng của chúng ta nữa thôi. Rồi, ở xếp khung như thế này thì các cầu thủ mà nước ngoài người ta chọn cái lối phá lớn lực và kiểm soát tốt con bi cái là có lợi rất là nhiều so với những cái lối phá công thức của chúng ta. 4 xuống 5. Bắt buộc phải lùi cái anh Kiên nhỉ. Vâng, Dương Quốc Hoàng có vẻ như đang nghĩ xem còn tình huống cu lê hay băng không. Lùi rồi. Năm và 56 là một điều mà Dương Quốc Hoàng buộc phải thực hiện một pha chuẩn trị. Như vậy rồi, là cu lê 2 băng. Cu lê 2 băng. Má khá đẹp rồi. Tiếp tục sẽ là một pha kéo áp phê bên tay trái của Dương Quốc Hoàng. Cố lên Hoàng ơi. Đây sẽ là tình huống điều cái bản lề ở trong ván đấu thứ 13 này dành cho Dương Quốc Hoàng. Cu lê 1 băng. Cũng là một phương án rất hay. Cái đứng điên ở đấy đi. Sáu, bảy, tám, chín, 10 dành đến cho Dương Quốc Hoàng. Vâng, hình bi rất thuận lợi rồi. Ăn ván này xong gian lao một ván là 7 đều. Wow, chúng ta đang chờ đợi một kịch bản. Kịch bản có thể nói là điên rồ dành cho Dương Quốc Hoàng. Viên bi số 6 được đưa xuống lỗ và cái đẹp để ăn 7 và quá đẹp. Rất hồi hộp trong từng cú đánh của Dương Quốc Hoàng. Ổn rồi. Vâng, đẹp nhất. Bị mục tiêu nữa và chúng tôi không muốn nói nhiều ở một hoàn cảnh như thế này. Mồ hôi rồi đấy, đi chọn mượn vú để điều 10. Wow. Vú vào lỗ 10 luôn. Chúng ta cùng nín thở với cú đánh cuối cùng này của Dương Quốc Hoàng. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh thôi. Và tuyệt vời, tỷ số rút ngắn xuống còn 6-7 cho Quốc Hoàng. Có thể nói là quá hồi hộp anh Kiên ạ. Và bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể đặt cược vào ván gian lao dành cho Quốc Hoàng ở ván đấu này sẽ gây áp lực ngược lại cho ông Trang. Wow, quả vừa rồi bi cái chạm vú lỗ 10 có lẽ là đứng tim với tất cả những người đang cổ vũ cho Dương Quốc Hoàng. 6-7 và Quốc Hoàng sẽ là người được quyền đế ba trong ván đấu thứ 14 này. Cách biệt chỉ là một ván thắng nữa thôi. Cố lên Quốc Hoàng nào. Và đây là một cơ hội để san bằng tỷ số của Quốc Hoàng. Nào, tôi sẽ không nói gì ở cú phá này nữa để Quốc Hoàng sẽ phá cho thật tự nhiên. Chúng ta sẽ im lặng. không có bi nào mà lỗ rồi. Không có hình mục tiêu nào rơi xuống lỗ. Và quyền chủ động sẽ thuộc về Ivan Ochan. Vâng, một thằng bi vẫn còn nhiều thời gian để tập luyện những cú đề pa ở cái bàn này anh Kiên ạ. Phải tìm ra công thức thôi. Ở những cái cú phá như này thì chủ yếu là phát lực, tức là lực ra đủ lớn và kiểm soát con bị cái tốt. Chứ còn xếp khung thì rất khó có thể tính toán được rằng là ăn con bị lỗ nào. Ở hình binh như thế này thì có điều gì hy vọng và một sự khó khăn dành cho Ivan Ochan hay không ạ anh Kiên? Hy vọng duy nhất là vào con bi 2 ra con bi 3 thôi. Và đây sẽ là một cú đánh rất là đẹp rồi. Và bây giờ Ochan sẽ có thể trô một bằng về để điều con bi 3 đội tiếp. Bây giờ thì ván đấu này chúng ta chỉ hy vọng vào Ivan Ochan thôi. Chính xác, chúng ta hoàn toàn hy vọng vào Ivan Ochan. Hy vọng là đang đánh vợ gọi hoặc là một điều gì đấy khiến cho tay cờ người Áo mất tập trung. Ở tình huống con bi 4 ra con bi 5 cũng sẽ là một tình huống lấn cấn. Bởi vì con bi 4, cái ly vào lỗ kia nó cũng là không được thoải mái. Cái ở đây thì nó ra 3 khá là đẹp rồi. Có lẽ là 5 sẽ cộng 9. Chắc chắn là 5 cộng 9 rồi. Hôm nay chúng ta chứng kiến những cái màn phá thật sự rằng là không tốt của Dương Quốc Hoàng. Vâng, Dương Quốc Hoàng hôm nay chỉ cần phá tốt và tận dụng những cái cơ hội mà Ochan cho thì đã khác. Chúng ta vẫn hy vọng vào một sai lầm nữa của Ivan Ochan. Mọi thứ đang đi khá đúng hướng cho tay cờ người Áo. Và chúng ta hy vọng là trong tình huống này cu lê con bi 6 cái sẽ đập vào giữa đầu con bi 7 thì nó sẽ khó cho con bi 5. Em hy vọng là cái vào thẳng lỗ 10 luôn đi. Không có ly vào lỗ 10, chúng ta chỉ có thể hy vọng và nó sẽ va đá đầu 7. Và sau đó thì sẽ bị côn băng. Vâng, sẽ là một cơ hội mở ra cho Dương Quốc Hoàng của chúng ta. Suy nghĩ rất lâu. Vâng, sẽ rất là khó có thể sai sót trong tình huống này. Ivan Ochan sẽ cu lê một bằng, đặt hơi tí áp về bên phải thì sẽ ra đẹp, rất là đẹp cho con bi 5. Vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Có vẻ như cũng chả thoải mái. Đây sẽ là một cú đánh cực kỳ quan trọng dành cho cả hai cơ thủ. Vẫn chưa đánh. Có những cái lấn cấn của Ochan. Một là cái chạm 7, hai là sẽ chết cái lỗ 10 bên này. Và đấy là suy nghĩ. Có vẻ như là không cu lên, anh sẽ lùi bi. Lùi bi. Rồi, cơ hội. Rồi, lên tí nữa, ra tí nữa. Vâng, đặt cược tất cả vào pha cộng con bi 9 này đấy các bạn. Chính xác là như vậy. Một góc cộng không rộng Góc cộng rất hẹp dành đến cho Abhinav Chan. Hoặc có thể cân. Cân thì chúng ta càng hy vọng hơn. Hay là chạy đạn vậy? Giò chín, đỉnh giò chín. Anh vẫn chưa chỉ lỗ đâu nha. Vâng, hy vọng sẽ áp lực và hy vọng có sai sót. Vâng, chúng ta hy vọng tất cả vào ông Chan. Chờ đợi vào một tình huống đánh xịt của Abhinav Chan. Anh chỉ chưa? Anh chỉ vào lỗ nào đấy? Cân à? Chỉ cộng rồi. Đã chỉ cộng. Và Abhinav Chan. Và Không thành công. Có cơ hội. Không rồi. Không biết là không chưa rồi. Nữa. Nhìn thì có vẻ hơi bị mỏng. Ở góc quay này thì có vẻ như là chưa khung rồi. Chưa khung, nhìn thì có vẻ chưa khung. Vâng, không có may mắn cho Quốc Hoa. Trượt đã là may mắn rồi. Được cầm cơ trong tình huống này cũng đã là may mắn rồi các bạn. Đúng rồi. Và điều quan trọng hơn là Quốc Hoàng sẽ là người chủ động ở tình huống này. Quốc Hoàng chưa chỉ đỗ và quyết định chạy đạn thôi. Cố lên nào. Ông Chan may mắn thật. Hy vọng rất lớn trong pha chạy đạn này của Dương Quốc Hoàng. Rất là xử lý như thế nào là đẹp nhất trong tình huống này hả anh Kiên? Vô cùng khó đấy. Vâng, liệu Quốc Hoàng có thể đánh giày con bi 7 và sau đó thì đôn con bi 9 để bắt đuôi con cái không? Con 5 anh Kiên ạ. Ý là đôn con bi 5 để đôn con bi 9 nữa. Sau đó thì bắt dí dị con bi cái và con bi 9. Khó đấy. Trong tình huống áp lực này vô cùng khó rồi. Khó lắm. Quốc Hoàng hoàn toàn có thể nghĩ một tiếng cũng được. Anh em có thể chờ được. Abhinav Chan đã dành rất nhiều thời gian để bắn viên bi vùng tiêu số 4 trước đó. Bây giờ Quốc Hoàng hoàn toàn có thể nghĩ thoải mái đi. Đây là thời điểm cực kỳ quan trọng và rất nhạy cảm. Đúng rồi, cứ nhấp nhổm nghĩ đi. Vâng. Để anh em chúng ta còn được xem lâu hơn. Cố lên nào Dương Quốc Hoàng. Pha xử lý bản lề trong ván đấu thứ 14 này. Bạn anh mình có đưa ra một phương án dành cho Quốc Hoàng là cứ nhắm mắt dúi. Gọi là bí gì tốt. Đang tính toán đến một phương án đó là A bằng để ăn con bi 5 độ góc bên tay kia rồi. Sẽ thực hiện một pha highlight đi. Rồi. Quyết định. Một quyết định công luôn tới từ vị trí của Dương Quốc Hoàng. Chính xác, một trong những lựa chọn rất là đúng trong thời điểm này. Không còn phương án thủ thì buộc phải công. Và Quốc Hoàng không, có lẽ là được. Trong công có thủ thì phải. Nhưng không thủ được. Không thủ được. Và một pha đánh người ta gọi là chấp nhận. Hơi chơi vơi. Quyết định vừa rồi hơi chơi vơi. Có vẻ là Dương Quốc Hoàng không tự tin để thực hiện một cú A bằng. Thực ra thì cũng không còn lựa chọn nào khác. Và trong những tình huống mà chúng ta không biết thủ như thế nào thì chúng ta buộc phải chọn tình huống công. Và cũng chẳng biết là còn cửa để công trong thế bi vừa rồi hay không nữa. Tiếp tục hy vọng vào Abhinav Chan thôi. Lên đi. Vâng. Wow. Đẳng cấp. Lấy cái thần đít 6 luôn. Rất có là ngon cho áo tràn bao giờ. Khó rồi. Gần như là mọi thứ kết thúc dành cho Dương Quốc Hoàng rồi. Bây giờ chỉ hy vọng tẹt cơ thôi anh Kiên ạ. Tẹt cơ bốc đầu. Tẹt cơ không cần bốc đầu, cứ tẹt cơ là được thôi. Và bây giờ ông nào ra xô ông này một cái đi. Vâng, vì mục tiêu cuối cùng dành đến cho Abin Okchan. Không có sai lầm và như vậy là chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Abin Okchan, tay cờ số 1 thế giới, và đó là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho cơ thủ đến từ nước Áo. Không có bất ngờ ở trong trận đấu hôm nay và Dương Quốc Hoàng của chúng ta sẽ nói lời chia tay với giải vô địch pool 10B thế giới. Anh sẽ có một trải nghiệm vô cùng quý báu để đến với một giải đấu danh vọng hơn, một giải đấu có quy mô lớn hơn sẽ diễn ra tại Anh Quốc sau đây khoảng một tuần nữa. Đó là giải vô địch pool 9B thế giới. Quốc Hoàng sẽ cùng với anh Đặng Thành Kiên tham dự giải đấu này và hy vọng sẽ có một thành tích tốt nhất. Bây giờ thì có lẽ là cảm ơn các bạn rất nhiều đã thức đêm thức hôm livestream cổ vũ cho Dương Quốc Hoàng cũng như là ngồi đây giao lưu với hai bình luận viên. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong một buổi livestream gần nhất. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chào và hẹn gặp lại.